Xin chào mọi người nha. Hello. Hả? Mọi người ạ. Xin chào mọi người ạ. Xin chào mọi người. Có ai đang ở đấy không ạ? Có ai đang xem em live không? Hello. Lạnh quá đi thôi. Mọi người ơi, vào chơi game nha. Hôm nay em live hơi muộn. Hôm nay em live hơi muộn, chào anh Nguyễn Chí Thanh ạ. Em chào tất cả mọi người. Mọi người ơi, hôm nay lạnh quá. Chào anh Văn Nhật Nguyễn, chào anh Hướng Bùi Văn nha. Em chào anh Hải Anh. Vâng ạ, em chào anh. Hello Quyết. Quyết ơi, chia sẻ bài với chị với. Nhờ mọi người chia sẻ bài giúp em nhá. Em chơi game đây ạ. Quyền đây lấy chị tờ giấy này. Hôm nay lạnh nhiều mọi người, lạnh dã man. Em chào anh Vi Đăng Cao. Anh Vi Đăng Cao ơi, hôm nay có giả hạc mà anh không cần phải lo là không đợi được ngắm hoa nhá. Giả hạc hôm nay to rồi, sắp được ngắm hoa rồi, anh không cần phải chờ lo lắng là không được ngắm hoa đâu. Đây ạ, à, em có một phần quà game như này để chơi game nhé. Mọi người chia sẻ bài cho em. Đây ạ, à, em có một thân phi điệp xanh sạch để tặng cho mọi người ạ. Hả? Em chào anh Thương Bất Bại. À, em chào anh Huấn. Lâu lắm mới thấy anh Huấn vào xem like của em. Và em chào anh Kiên Trung Nguyễn ạ. Anh Kiên Trung Nguyễn ơi, hôm nay có giả hạc đẹp lắm. Anh mà không mua là hơi phí luôn. Vâng, chào anh Rồng nhá. Anh Rồng ơi, chia sẻ bài cho em. Để em nghĩ xem câu hỏi gì để tặng game nào. Có cây nào có hoa chưa anh? Anh ơi, có cây nhú nụ thôi chứ còn hoa thì chưa, sắp hoa thôi ạ. Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Chí Thanh nhá. Em cảm ơn anh. Câu hỏi là gì nhỉ? Em chưa nghĩ ra câu hỏi là gì cơ. Em chào anh Minh ạ. À, anh Minh ơi, anh khỏe không? Em chào anh. Vâng, cảm ơn anh Phạm Đạt nhé. Để em nghĩ cái câu hỏi gì. Em chào chị Trâm Bảo ạ. Em chào anh Tấn Phạm nhá, chào anh Phúc Bồ. Đây ạ. Bác Dũng ơi, cháu gửi lan cho bác rồi ạ. Vâng, chào anh Việt. Ôi giời, sao tóc tai em này nó kỳ quá cái này. Mọi người chờ em tí, em kiếm cái gì kẹp tóc nhá. Đây mọi người đoán đi ạ, mọi người chia sẻ bài xong rồi đoán nhá. Em có phần quà game như này tặng cho mọi người này. Định em đi kiếm cái kẹp tóc đã. Câu hỏi là mọi người nhớ chia sẻ rồi mới đoán nhá. Chia sẻ bài lên trang cá nhân, lên hội nhóm rồi mới đoán này. Đây là tên của một loại quả. Đây là tên của một loại quả nhá. Kiếm vừa lấy cái kẹp tóc ở trong cặp này. À đây, cái kẹp nó có kẹp. Mọi người đoán đi ạ. Em đi kiếm cái kẹp tóc đã. Nhờ mọi người chia sẻ bài cho em nhá. Mọi người chia sẻ bài rồi đoán ạ. Lạnh quá. Vâng, em chào anh. Anh Việt Lê ơi, cây giống thì nó phải bé chứ. Quả ổi chưa phải nhá. Em chào anh Lộc Chu Phúc Lộc ạ. Chú Dũng ơi, cháu mới gửi một thôi ạ. Cháu chưa tìm được cây lá mít hôm nay trời mưa. Hôm nay chú xem chú thích cây mít nào thì cháu gửi kèm cho đỡ cước cho chú nhá. Kẹp mãi được cái tóc. Hôm nay trời lạnh, làm việc gì nó cũng chậm chạp hay sao ấy. Ồ,
Ủa ạ? Vâng, lại game đây anh Phương Dung ơi. Em gửi cây gửi quà cho anh Phương Dung rồi nhé. Hôm nay trời lạnh quá hay sao em làm cái việc gì nó cũng chậm. Quả mít chưa đúng ạ? Quả tim chưa đúng nha anh Trịnh Xuân Quý. Mọi người nhớ chia sẻ bài xong rồi hắn đoán nhá. Chia sẻ bài xong rồi đoán thì mới tính là đoán đúng nhá. Anh Việt Lê ơi, mọi người chia sẻ cho em lên 200 người xem thì em sẽ gợi ý ạ. Em gợi ý là đoán được liền. Quả nho chưa đúng, quả chanh chưa đúng ạ, quả hồng xiêm chưa đúng nhá. Quả mấy từ chơi khó thế, quả này có hai từ nhá, có hai từ nhá. Mọi người chia sẻ cho em lên 200 người xem thì em sẽ gợi ý nhá. Lê Kim Ma chưa đúng đâu anh Khanh ơi, quả này chỉ có hai từ thôi. Trong đó có một từ là quả rồi. Trong đó có một từ là quả rồi. Còn một từ nữa là tên của cái loại quả đó. Em chào anh Định, chào anh Nguyễn Hoàng, chào anh Trịnh Vũ. Quả dưa bở không đúng đâu, tên của nó chỉ có một từ thôi nha mọi người. Đây ạ, phần quà tặng mọi người là một cái ki xanh sạch như này ạ. Em chào anh Liễu. Anh Liễu ơi, hôm nay Hà Nội mưa to quá nên là em chưa kịp gửi cây cây cho anh đâu, ngày mai em gửi cho anh nhé. Quả na quả chuối chưa đúng nhá, mọi người chia sẻ bài cho em quả cóc chưa đúng ạ. Đáp án chỉ có hai từ thôi, quả xấu chưa đúng. Cháu cứ chọn cây mít hai ba thân to là được. Dạ vâng chú Dũng nhá. Vậy cháu mở hàng cho chú Ngô Dũng một thân mít hai ba thân này. Mít hai ba thân. Để cháu bảo anh Thành chọn cho chú quả na xiêm chưa đúng. Anh Định ơi, cái Facebook của em nó đang bị lỗi anh ạ. Anh nhắn Zalo cho em được không? Anh nhắn Zalo cho em nhé. Zalo số em ghim trên bài đấy. Nếu có đúng anh cũng không nhận quà em nhé. Quả bom chưa đúng đâu ạ. Quả bom sao mà ăn? Anh Việt Lê ơi, em còn đang có sợ nghèo quá đây này. Em đã làm gì giàu đâu, em còn đang có sợ nghèo quá đây này. Quả ổi chưa đúng, quả cau chưa đúng, quả cà chưa đúng, quả nhót chưa đúng nhá. Mọi người chia sẻ bài cho em lên trang cá nhân, lên hội nhóm đi. 200 người xem thì em sẽ gợi ý. Mà em gợi ý là mọi người đoán được liền luôn. Quả cầu, quả táo chưa đúng nhá, quả bơ chưa đúng, quả nhót chưa đúng, quả diệp càng không đúng. Làm gì có quả diệp mà anh Thịnh. Quả dừa chưa đúng ạ, quả cọ chưa đúng nhá. Quả lan chưa đúng. Quả bơ chưa đúng. Em chào anh Ngô Ngọc Dân ạ. Nhờ mọi người chia sẻ bài lên trang cá nhân, lên hội nhóm cho em với. Em chả thấy ai chia sẻ bài cho em quả. Em chào anh Thụ Đình. Quả bơ chưa? Nhiều người đoán quả bơ. Quả mây chưa nhá. Anh Phương Dung như kiểu tuổi thơ dữ dội hay đoán quả mây với cây mây. Quả me chưa đúng nhá. Quả tim chưa đúng. Quả cà chưa đúng ạ. Rằng là quả khế chưa đúng. Quả me chưa đúng. 180 người xem rồi. Mọi người chia sẻ tiếp cho em đi. Lên trang cá nhân, lên hội nhóm các kiểu. Các kiểu con đà điểu xong rồi là em sẽ gợi ý nhá. 200 người là em sẽ gợi ý ạ. Quả thị à, thị chưa rụng vị bà nhá. Quả đấm. Quả đấm á, quả đấm ấy, quả bom là không đúng rồi nhá. Không chơi mấy quả chiến tranh bạo lực đâu. Quả táo quả bí chưa đúng ạ. Em chào anh Nông Thịnh, nhờ anh Nông Thịnh chia sẻ bài cho em nhé. Đây là phần quà em tặng mọi người ạ, một mầm phi điệp xanh sạch nhé, một ki xanh sạch ạ. Quả hồng chưa đúng anh Định ơi. Em chào anh Tuấn Anh Đinh, quả ớt chưa đúng, quả hồng chưa đúng ạ. Sắp đến 200 người xem rồi, quả bàng chưa đúng, quá chất. 200 người xem là em gợi ý luôn nhá. Quả mít, quả ớt sao lại quả quả gì, quả đồng. Quả chay á, em thích ăn quả chay nấu cá rất là ngon. 195 người rồi, cố lên mọi người ơi, chia sẻ lên trang cá nhân, lên hội nhóm các thứ các kiểu đi. Anh Đức Phùng ơi, đây là tên một loại quả nhá. Đợt có hai tiếng thôi ạ, trong đó một tiếng là quả rồi, còn một tiếng là tên tên danh từ riêng của cái quả đó. Tên riêng của cái quả đó, nhầm, không phải là danh từ riêng mà là tên riêng của quả đó. Quả cam, quả mướp, quả cảm ơn anh Vũ chiến thắng ạ. Anh Toàn ơi em đây. Quả quả thị. Bố không em quả lựu chưa đúng nhá. Em chào anh Thưởng Lễ.
Anh Nam Chương, quả cóc chưa đúng đâu. Anh Đức Phùng ơi, đây là tên một loại quả quả ré huyền thoại nhờ, quả ré ở quê mới biết quả ré. Đây 199 người rồi, quả sung chưa đúng nhá, 201 người em gợi ý này. Đây là một loại quả của miền núi. Đây là một loại quả của miền núi nhá. Đây là một loại quả của miền núi ạ. Lúc nãy hình như em thấy có ai trả lời rồi đấy, nhưng mà trả lời nhưng mà viết sai chính tả. Nãy em có thấy một người trả lời đúng, gần gần trả lời chính xác rồi đấy. Đúng nhưng mà viết sai chính tả nhé, nên em chưa đọc câu trả lời ạ. Không, quả này là quả của miền núi nhá. Đây là quả của vùng miền núi ạ. Vừa nãy em thấy có ai đó trả lời đúng rồi đấy, nhưng mà viết sai chính tả. Quả trứng quả bưởi không đúng đâu ạ. Quả này còn có thể dùng để nấu xôi nhá. Quả này còn có thể dùng để nấu xôi, để kho cá. Quả đấm. Anh Quý, quả đấm quả đắng không đúng, quả đu đủ không đúng nhá. Quả này còn có thể dùng để nấu xôi kho cá. Quả táo mèo không đúng ạ. Quả sim không đúng, đây là quả của núi rừng Tây Bắc nhá. Quả quả sim không đúng đâu, quả lựu không đúng đâu ạ. Quả ma là quả gì hả anh? Quả bơ, quả mơ không đúng đâu ạ. Quả này là quả của núi rừng nhá. Em chào anh Hoàn. Anh Hoàn ơi, hôm nay có cây đẹp lắm anh Hoàn, mà không mua thì chỉ có tiếc thôi. Quả sim chưa đúng nhá. Quả gấc chưa đúng, quả này là ở núi rừng nhá mọi người. Quả sấu chưa đúng ạ. Quả sấu Hà Nội rất nhiều. Em chào anh Kiên Đào, chào anh Tân Phạm Văn, chào anh Nguyễn Trọng Thành. Anh Thành ơi, hôm nay Hà Nội mưa quá nên em chưa gửi được mấy đơn gửi xe, là em chưa gửi được cho ai cả. Quả mận chưa đúng nhá, quả này còn có thể để nấu xôi, để kho cá này. Lúc nãy em có thấy một người trả lời đúng rồi đấy, nhưng mà họ người ấy viết sai chính tả nên em chưa có đọc. Quả này còn xuất hiện trong thơ nhá, quả này đã từng xuất hiện trong thơ của Tố Hữu nhá. Quả gốc quả mơ chưa đúng đâu ạ. Quả của núi rừng Tây Bắc có thể dùng để nấu xôi này, dùng để kho cá này. Còn xuất hiện cả trong thơ của Tố Hữu nữa nhá. Quả bưa, quả mắc cọt, quả rồi đã thấy của anh Đinh Viết Hồng trả lời đúng đầu tiên nhá. Anh Kiên Trung trả lời đúng nhưng trả lời sau rồi. Anh Thạch Khắc Vũ, anh Đinh Viết Hồng này. Anh Đinh Viết Hồng trả lời đúng rồi nhá. Quả này là quả chám ạ. Tố Hữu viết là chám bùi để rụng măng mai để già đấy ạ. Đây. Đây ạ. Đây nhá, đáp án là quả chám ạ. Đấy, em gợi ý đến tận gợi ý sâu thế mà mọi người có ai đoán được. Nấu xôi này, kho cá này, xuất hiện trong thơ này, quá nhiều gợi ý luôn. Rồi nhá, anh Đinh Viết Hồng ơi, anh cho em xin số điện thoại địa chỉ ạ. Em thấy có rất là nhiều người đoán tiếp theo nhưng mà đều sau anh Đinh Viết Hồng rồi nhá. Đáp án là quả chám. À, phần quà này tặng cho anh Đinh Viết Hồng ạ. Đây anh Đinh Viết Hồng cho em xin số điện thoại địa chỉ nhá. Quả đánh quả danh danh không đúng đâu. Đây ạ, đáp án đúng em đã ghim rồi nhá. Phần quà của anh Đinh Viết Hồng anh cho em xin số điện thoại địa chỉ với ạ. Quả chám là không phải nhá, quả chám. Thôi bây giờ em bán cây nhá, mọi người nhớ ủng hộ em, ngày mai lại chơi game tiếp. Heo mập em trả lời rồi mà không đọc á, chị có thấy đâu. Chị có thấy đâu, chị có thấy một người trả lời là quả quả chám là CH. Nhưng mà chị không có em anh trả lời trước mà, có thấy đâu anh Việt Lê. Anh Đinh Viết Hồng ơi, anh còn ở đấy không, cho em số điện thoại địa chỉ đi. Lần đầu tiên thế anh đọc bài thơ của Tố Hữu đi, bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu ấy có quả chám mà. Áo mưa thiên ân, bạn ơi bạn chọn sai người vì đã là sao mình không biết đâu. Bạn chọn sai người là sao ở bạn áo mưa thiên ân? Em không biết nhá, em chỉ theo máy chủ thôi, bởi vì là mọi người đoán nhiều thì có thể là comment nó bị ẩn hay là như thế nào đó thì mọi người cũng hết sức thông cảm nhá. Thôi bây giờ em bán hàng. Ô em có nhìn thấy đâu anh Kiên Trung ơi, em mà nhìn thấy em tặng anh luôn chứ em tiếc gì. Khổ. Thôi em bán hàng nha mọi người. Em bán phi điệp thân xanh sạch đây ạ. Phi điệp thân xanh sạch nha, cây chuẩn bị hoa, bán đi bạc. Vâng ạ, bạn Thưởng Lê ơi mình gửi rồi nhá. Em chào anh Đinh Thế Hùng, em bán đây ạ.
Đây để em cắm cái cây cho nó đứng nhìn cho nó đẹp rồi. Đây. Quyền này cắm lại chị cái cây này đấy. Cắm kiểu gì này? Cắm kiểu gì mà Lấy cái không đèn như ra. như không cắm ấy. Lấy đèn ra. Hoa màu gì em? Anh ơi, anh Nguyễn Trọng Thành ơi, cái này thì là cây gieo hạt cho nên là có một bông nở ra hồng xước nhá. Còn em thì không bảo hành mặt bông ạ, bởi vì là cây gieo hạt thì nó mỗi mỗi cây nó một kiểu bông nên là em không có bảo hành được mặt bông nha. Em không có bảo hành được mặt bông này. Em mở hàng một cây lớn này. Em mở hàng một cây lớn nhá. Cây này dài khoảng 45 cm nhá. Em chào anh Nhật Nam. Anh Nguyễn Văn Quang ơi, cái này thì không vùng nào đâu anh ạ. Cây này là cây gieo hạt nhé. Cây gieo hạt thân xanh sạch, cây trưởng thành rồi. Cây này sắp hoa nha mọi người. Cắm lên cho nó đứng, mọi người có thể chơi thân còng, có thể chơi thân đứng đều được ạ. Đây. Em ở Nhổn gần Đại học Công nghiệp nhé. Cây này em chốt mở hàng này. Cây này em chốt mở hàng 290k này. Em thiên vị quá, em có thiên vị, em có biết anh Đinh Viết Hồng là ai đâu mà thiên vị. Anh Đinh Viết Hồng này còn chưa từng mua hàng cho em luôn. Em không biết anh Đinh Viết Hồng là ai đâu anh Vũ Chiến Thắng ơi. Cây nó có đáng là gì đâu, em nhìn thấy ai trước thì em trả lời thôi, chứ còn thứ nhất là em không có biết anh. Không giá đâu nhỉ. Cây này 290k. Em bán cây này 290k nhé. Ai chốt cây này mở hàng 290k này. 100k anh. Anh đùa em à. Anh ấy bỏ ghim như nào ấy nhỉ. Cây có bông. Anh ơi, cây có bông thì em để làm mẫu đã anh nhé. Bao giờ mà em bán hết lô cây này thì em sẽ bán lên cây có bông ạ. Cây này cũng sắp trổ bông rồi nha anh. Cây này cũng sắp trổ bông rồi. Anh Đỗ Liễu ơi, cây này vẫn là cây gieo hạt thôi ạ. Anh Hoàn Cute ơi, em không có bán kèm nhé. Em không có bán kèm đâu. Anh đừng trả giá thế, em không có bán giá như thế đâu ạ. 1.290k. Anh Việt Quang ơi, cây này là cây giả hạt thân xanh sạch nhé. Em, anh giúp em bỏ cái ghim này đấy, không nhìn thấy gì. Em bấm vào cái bỏ ra. Rồi, ok. Đây ạ. Anh mở hàng cho em cây này 290k để cây xanh sạch tuyệt đối luôn nha mọi người. Chọn cho chú chưa để mở hàng? Dạ vâng, anh ấy chọn cho chú Dũng một cái cây nhiều lá mít nhiều mầm ấy. Lá mít 2-3 mầm. Cháu, chú chờ cháu tí nhá. Chú Dũng ơi, chú chờ cháu tí ạ. Cây có bông em chưa bán đâu anh Việt Lê ơi, cây có bông để làm mẫu đã, bao giờ em bán hết lô cây này xong rồi em. Hôm sau, rồi cảm ơn áo mưa thiên ân góp ý nhé. Cây có bông em chưa bán ạ, hôm sau em sẽ bán nhé, hôm sau em sẽ bán. Đây chú ơi, cây lá mít xếp này chú nhé, cây lá mít xếp này. Không, em không chốt 250 đâu anh ơi. Cây đẹp, cây trưởng thành rồi đây. Chú Dũng ơi, cháu chốt cây lá mít xếp 2 mầm này cho chú với giá là 330k nhé. Cháu chốt cây 2 mầm này cho chú với giá là 330k nhé, mở hàng luôn ạ. Đáng ra cháu định chốt 350 nhưng thôi, cháu bớt 300 bớt 20k đây, lá mít lá nhựa xếp luôn nhá chú nhá. Hoa này. À, dạ vâng anh Nhật Nam. Em heo mà bơi sang tuần nhá. Đây ạ. Rồi anh cho chú Ngô Dũng nghe em với. Cây này là cây giả hạc nhá. Quyền đâu rồi? Cây là cây giả hạc. Anh Quỳnh Quỳnh ơi, cây giả hạc ạ. Em lên tiếp một cây như vậy nữa nhá. Ai thích chốt cây 2 mầm này. Em thích chốt cây 2 mầm này. Lá xếp như lá mít luôn này. Lá xếp đẹp luôn này. 2 mầm ạ. Một mầm là 2 mầm này đều suýt 40 nhá. Suýt 40. Cây đó bao nhiêu tiền?
Lan vùng nào vậy em? Anh ơi, cây là cây gieo hạt lẫn lộn vùng miền thôi. Ok, heo mập nhé. Không ạ, hàng này là hàng gieo hạt không lai anh nhé. Chào anh chị Tuấn Xuân ạ. Đây ạ, đây có một cây mắt xước. Anh Minh Nguyễn chốt cây nào ạ? Chốt kèm giá tiền với cả số điện thoại cho em ơi. Có, còn giò hai thân nhé, còn giò hai thân. Hai thân thì sẽ không có dài bằng một thân đâu ạ. Một thân thì sẽ dài hơn nha mọi người, to hơn và dài hơn nhé. Anh Dương Minh Quang ơi, tại vì là nó xếp bên anh không nhìn rõ thôi, về anh sẽ nhìn rõ và lá này nó là gọi là lá tròn thôi, chứ còn nó về anh chăm sóc thì nó sẽ mít hơn nữa nhé. À, Zalo của anh Thành nên anh cứ nhắn đi. Cây có hoa em chưa bán nhé. Cây này cây gieo hạt không phải cây mô nhé. Đây ạ, cây này là em bán 330k này, 330k cho cây này nhé. Cây lá tròn nha mọi người, 330k cho chậu này ạ. Còn chậu một thân to này, còn chậu một thân to này 290k này. Có chậu lá mít 5 thân. Dạ không có lá mít mà 5 thân đâu anh ơi. Không có lá mít mà 5 thân đâu. 2 3 thân là nhiều rồi ạ. Em chào anh Tuấn Phan. Đây. Cây đăng hoa em chưa bán nhá. Mọi người đừng hỏi cây đăng hoa em nói luôn là cây này là cây mẫu ạ. Cây này là cây mẫu đã sổ được một bông hồng xước nhá. Thì em chưa bán, bao giờ em cũng sẽ bán thôi, nhưng bao giờ em bán hết lô hàng này thì em sẽ bán cây đăng hoa cho mọi người nha. Điện thoại ghim ở trên bài đây anh Nguyễn Văn Minh. Em không bán cây có hoa anh Minh nhé. Không, hoa này hoa bói không phải hoa kích nha. Anh sao đổi ngôi ơi. Hoa này hoa bói không phải hoa kích. Anh nhìn trên thân xem có cái vết kích nào. Cây này là cây hoa bói sớm chứ không phải là cây hoa kích đâu anh ơi. Anh nhìn trên thân kích thì phải có chỗ nốt kích nha. Em không hề kích nhé. Không. Không ạ. Em không chốt cây gọi anh Tập Quang. Dạ còn chú Hoa Lê Mon ơi, đây ạ. Chậu này, chậu mít này hai thân này, chậu lá tròn này hai thân này. Chậu hai thân này cháu chốt 330k này. Rồi em chốt cho anh Dương Minh Quang chậu này 330k nhá. Đấy còn chưa trả lời được anh Dương Minh Quang cơ. Em ghi ra giấy rồi nhưng mà tí nữa em chụp ảnh cho anh nhá. Rồi. Đặt tên thôi anh ạ. Chúc là anh Dương Minh Quang em này. Cây rất là đẹp, mọi người không cần phải trả giá đâu ạ. Em không, mọi người cứ trả giá 150 với 200 thì cũng chịu thua. Đây ạ. Tiếp theo này em có một chậu rất dài nhá. Hôm nay comment không thấy trả lời. Ôi anh Hùng ơi, bây giờ em mới nhìn thấy anh Hùng luôn á. Comment chắc là bị ẩn rồi. Anh Nguyễn Văn Minh ơi, anh cứ qua nhé. Nhà em rất là nhiều cây, chậu này xanh sạch tuyệt đối nha mọi người. Đây ạ, thân lá đây mọi người nhìn này. Lá rất là tròn nhé. Chậu này xanh sạch tuyệt đối mà thân này rất là dài. Em đo xem được bao nhiêu. Thân này 70 cm rồi nha mọi người. Thân này 70 cm, em ở Hà Nội ạ, gần ở Nhổn, gần Đại học Công nghiệp nhé. Một thân 70 cm này, một thân khoảng 35 cm. Một thân 70 cm, một thân 35 cm. Anh Quách Quang ơi, cây này là cây giả hạt gieo hạt thân xanh sạch anh nhé. Đây ạ, cây này xanh sạch 100% ạ. Cây này xanh sạch 100% nhé. Chú Hoa Lê Văn. Chú Hoa Lê Văn ơi, chú muốn chốt một chậu mít hai thân đúng không? Để cháu chọn cho chú nhá. Đây ạ, chậu này 340k, ai chốt không ạ? 340k chậu này nhá. Anh ơi lấy cho em một chậu mít hai thân đẹp. À đây rồi, đây rồi. Chú Hoa Lê Văn ơi. Chậu mít đây ạ. Chú Hoa Lê Văn ơi, chậu mít đây nhá. Mít xếp luôn ạ. Chú có ok thì cháu chốt cho chú chậu này 330k này. Trước khi đi ngủ gửi là ok. Em ở Nhổn gần Đại học Công nghiệp nhá. Hàng này là thắt ngọn rồi, chuẩn bị hoa anh nhá. Rồi em chốt chậu này cho anh Hoàn Lê này. Anh ấy chốt cho anh Hoàn Lê này. Em chốt cho anh Hoàn Lê rồi nha mọi người. Cây giả hạc ạ. Cho chú chụp đơn. Dạ vâng, đây. Cây lá tròn của chú đây ạ. Cây này còn lá nhăn nữa nha chú. Đây chậu này thì 330 này, cháu chốt cho chú Hoa Lê Văn. Mọi người nếu mà ở gần có thể qua nhà em lấy cây cho đỡ ship cũng được ạ. Đây chú này, lá lá dày lắm luôn ấy.
Vâng, ok chưa chú? Ok chưa chú có thể xem này. Chú chụp được chưa ạ? Rồi nhá. Chắc là được rồi đúng không? Đấy, chốt cho chú hoa lên văn. Vâng, em lên tiếp một chậu nữa này. Lên tiếp một chậu này xanh 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 trong luôn nhá. Mua đi anh Trần Nguyên ơi, thật sự là rất đẹp luôn ạ. Lên tiếp một chậu nữa này, chậu này cũng rất là dài nhá. Chậu này một thân 45. Một thân 45, một thân khoảng gần 40. Một thân 45, một thân 40 ạ. Chậu này em chốt 330. Anh cà phê sữa ơi, cây này là giả hạt gieo hạt thân xanh sạch nhá. Hàng VIP này, sắp sổ hoa rồi ạ. Hàng này rất là VIP, sắp sổ hoa rồi. Anh Thái Vinh Nguyễn ơi, em đã chốt rồi, anh có chốt lại thì chốt. Mọi người nhớ chốt số tiền kèm số điện thoại cho em nhé. Vâng ạ, ra hoa xuân anh Nhữ Đức Hùng ơi. Còn mít ạ. Chậu này em chốt 330 ạ, chậu này rất là to luôn nha mọi người. Mọi người có thể nhìn thấy cây nhỏ như này là đã sổ hoa này, cây này sổ hoa bói sớm này. Mít không có ba thân đâu, hiếm lắm anh ạ. Nếu mà thấy, đây cây này là được cây mắt xước, mọi người nhìn thấy cây mắt xước không ạ? Đó. Đây, chậu này là 330k này. Chậu này xanh sạch nha mọi người. Xanh sạch tuyệt đối luôn này. Xanh sạch kẻ chỉ. Anh Trần Nguyên ơi, em thật sự là không có lời lãi nhiều đâu anh. Em bán rẻ nhất Facebook luôn. Em bán rẻ nhất nhất Facebook luôn. Sao không trả lời Zalo cho anh hả em? Anh Thọ ơi, trả lời Zalo ạ. Dạ vâng. Bây giờ em sẽ trả bảo nhà em trả lời đấy. Chắc em bận quá em quên chưa trả lời được ạ. Rồi ok anh Minh, em chốt cho anh Minh Hoàng nhá. Anh Chín Nguyễn ơi, anh phải chốt kèm số điện thoại cho em cơ. Em chốt cho anh Minh Hoàng này. Anh Minh Hoàng lên địa chỉ cho em nhá. Anh Minh Hoàng 330k. Mọi người nhớ chốt kèm số tiền và giá, địa số điện thoại và giá tiền nhá. Em chốt cái này cho anh Minh Hoàng này. Anh Minh Hoàng lên địa chỉ cho em đấy ạ. Anh Nguyễn Đức Nhanh. Vâng anh nhanh nhá. Em không bán kém đâu, em bán rẻ nhất Facebook rồi mọi người. Ai mà tìm được 10 nào bán cái cây này rẻ hơn em thì đến đây làm rừng lá nhỏ trả lại tiền nhá. Lên tiếp một đơn tiếp theo này. Hai cây này cũng xanh sạch và rất là dài luôn. Hai cây này, đây mọi người có thể nhìn thấy lá xếp nhá. Đây, để nghiêng này cho mọi người nhìn thấy lá xếp này. Xanh vàng luôn ạ. Thân rất là đẹp nhá mọi người. Kẻ chỉ này. Thưởng Lê ơi, mình gửi rồi. Anh Đức Hoàng ơi, gieo hạt tại vì gieo lâu rồi, lớn rồi nên vùng miền lộn xộn thôi. Rồi ok, em chốt cho anh Minh Hoàng rồi, anh lên địa chỉ cho em nhé. Anh lên địa chỉ cho em nhé. Em chốt tiếp chậu này 330 này. Em chốt tiếp chậu này giống y như chậu trước 330 này. Anh Hải Anh 2 cây à? Của anh Minh Hoàng. Anh lên địa chỉ cho em rồi, ok anh Minh Hoàng ạ. Anh Như Vinh ơi, bây giờ em mới thấy anh. Sáng Lê Đại. Ok anh Sáng Lê Đại, anh Như Vinh ơi, có thể là comment nó bị ẩn ấy. Anh vào trang cá nhân của em anh xem đi. Anh Ngô Chiến ơi, đâu, em có chảnh gì đâu, em không có nhìn hết được ấy. Rồi ok, chốt cho anh Sáng Lê Đại nhá. Anh Sáng Lê Đại lên địa chỉ cho em với ạ. Anh Sáng Lê Đại 330k này. Số 6. Số 6 anh Sáng Lê Đại. Đây ạ. À, em lên tiếp một chậu dài và nhiều thân nhá. Chậu này thì rất dài và nhiều thân ạ. À, xanh sạch tuyệt đối luôn. Thân này là 45 này, một thân 45. Một thân 45, một thân 40 và rất nhiều mầm nhỏ không tính nhá. Một thân 45, một thân 40 và rất nhiều mầm nhỏ không tính này. Đây, xanh sạch tuyệt đối ạ. Xanh sạch tuyệt đối luôn nha mọi người. Dạ không có chậu nào 200k đâu áo mưa Thiên An ơi. Đây ạ, chậu tùm này, hai thân dài xanh sạch này em chốt 340 nhá. Anh Văn Trần ơi. À, anh Lưu Viết Tuấn ơi, nếu mà anh chốt riêng thì vào inbox nhá. Còn ở đây em cứ dơ lên mọi người thích chậu nào mọi người chốt ạ. Bởi vì hàng rất là nhiều tìm nó khó lắm. Đây ạ. Anh Sáng Lê Đại ơi. Anh Sáng Lê. Rồi ok em cảm ơn anh Sáng Lê Đại nhá. Rồi ok em chốt cho anh Nguyễn Huy này. Chốt cho anh Nguyễn Huy chậu này. Số 7 anh Nguyễn Huy. Anh Long Võ chốt sau rồi.
Anh Nguyễn Huy ơi, lên địa chỉ cho em nhá, số 7 anh Nguyễn Huy. Em bán cái hàng này rẻ nhất Facebook luôn, em đang có 2.000 cây. Mọi người ở gần có thể đến lấy. 30 chậu em để giá xỉ cho mọi người nhá. 30 chậu em để giá xỉ ạ. Đây ạ, đã sổ lô này đã sổ được một bông mắt xước rồi đây ạ. Đây ạ, tiếp này một hai thân mít xếp nữa này. Mọi người có thể nhìn thấy hai thân mít xếp này. Em chốt đơn đấy cho anh Nguyễn Huy rồi nhá. Anh Nguyễn Huy lên địa chỉ cho em với. Bùi Thị Thúy Dương thế à em? Chán nhỉ, hôm sau mua gì chị bù nhá mọi người ơi. Đây ạ. Chậu này em chốt 330k. Đâu, anh Nguyễn Huy chốt trước mà anh Long Võ. Chắc là do mạng của em với của anh nó không trùng khớp đấy. Anh chốt chậu sau nhá, em còn nhiều lắm mọi người cứ yên tâm. Mọi người cứ yên tâm ạ. Rồi, ok anh Nguyễn Huy, cảm ơn anh Nguyễn Huy. Rồi ok em chốt chỗ này cho anh Tuấn Nguyễn này. Anh Tuấn Nguyễn lên địa chỉ cho em nha. Số 8 anh Tuấn Nguyễn này. Rồi em chốt cho anh Tuấn Nguyễn. Anh Long Võ ơi, em còn nhiều lắm. Anh Long Võ khách quen mà, anh thích thì gọi điện. Em quay video cho anh xem luôn. Em lên tiếp một đơn đẹp nha. Một đơn này thân rất là dài luôn ạ. Không ạ, hàng gieo hạt. Anh Ngọc Chu Văn ơi, cây này là cây giả hạt gieo hạt thân xanh sạch anh nhé. Còn vùng miền thì nó phải, tại vì nó lớn rồi nên là không nhớ được đâu ạ, vùng miền lộn xộn thôi nhé. Anh Chín Nguyễn lại trước sau cho chụp hình đi. Ok anh chụp hình đi ạ, anh chụp hình đi anh ơi, anh chụp hình xong anh cho em địa chỉ nhá. Đây mặt hoa đây anh Văn Tiến Phạm. Đây là cây hồng mắt xước nhá. Anh Đông Trịnh ơi, cây này là cây giả hạt ạ. Cây giả hạt gieo hạt nhá. Em lên tiếp một chậu lá sen nữa này. Thân này khoảng 42 cm, thân này khoảng 20 cm. Đây ạ. Thân rất là dài, có một thân rất dài nhá. Chậu này em chốt 340k này. Ai chưa chốt được thì chốt chậu này rất là đẹp. Đây ạ, mọi người có thể ngắm thân này. Xanh sạch kẻ chỉ hết cả thân luôn chứ không phải là chỉ kẻ chỉ một đoạn ngắn ngắn đâu ạ. Anh Chín Nguyễn ơi, anh chốt sau rồi. Vậy em chốt cho anh Chín Nguyễn chậu này nhá. Anh Chín Nguyễn chốt mãi không được này. Anh Chín Nguyễn với anh Như Vinh chốt mãi không được. Bây giờ em sẽ chốt cho anh Chín Nguyễn với anh Như Vinh mỗi người một chậu nhé. Anh lấy cho em một chậu hai thần nữa. Em sẽ chốt cho anh Chín Nguyễn với anh Như Vinh chốt mãi không được này. Em chốt chậu này cho anh Chín Nguyễn 330k thôi ạ. Em nói 340 mà em chốt 330 thôi nhé. Ừ Dương ơi, cây này là hoa xuân em ạ. Anh Như Vinh ơi, anh Như Vinh lên địa chỉ cho em nhé. Anh Như Vinh với cả anh Chín Nguyễn này, mỗi người một chậu 330k. Anh Như Vinh thấy chốt hoài không được luôn. Chú Hồng ơi, cây này cây giả hạc xanh sạch rồi. Ok anh Tuấn Nguyễn nhé. Cây có hoa em chưa bán ạ. Đây em sẽ bán cho anh 330k thôi ạ. Anh chốt mãi không được. Anh Chín Nguyễn với anh Như Vinh mỗi người một chậu này. Anh Chín Nguyễn với anh Như Vinh lên số điện thoại địa chỉ cho em nhé. Số 9 là anh Chín Nguyễn, hai chậu y như nhau luôn. Số 9 là anh Chín Nguyễn này. 330k. Số 10 là anh Như Vinh. Rồi ok anh Như Vinh, em cảm ơn anh Như Vinh ạ. Anh Chín Nguyễn cho em địa chỉ nhé. Em lên một chậu tùm nhiều thân. Chậu cầm tay bao nhiêu? Em lên một chậu tùm nhiều thân này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mầm ạ. 8 mầm mà dòng này là nù rách áo đây mọi người ạ. 8 mầm. Anh Mai Cường ơi, anh muốn chốt chậu bao nhiêu tiền để em nhặt cho anh? Chú Hồng ơi, hôm nay cháu mới gửi được, cháu bận quá. Dạ vâng. À nhầm, vâng ạ, số 8 anh Tuấn, số 9 anh Chín, số 10 anh Như Vinh. Bữa nay chưa mua được cây nào hết, anh Long Võ chờ tí nhá. Em có nhiều mà, đây ạ, chậu vải nù rách áo 8 mầm này. Em chốt chậu này 360k ạ. Chậu này 360k nhá.
Chỗ này 360k ai chốt ạ? À? Còn ai muốn chốt nữa thì báo em để em chốt nào. Chỗ này em chốt 360k mọi người, 360k kèm số điện thoại cho em. Em cảm ơn anh Chín này, em nhận đi. Anh cũng chốt mãi không được. Rồi ok, chốt hộp đơn cho anh Hoàn Lê này. Ôi trời ơi, anh Long Võ lại chốt sau. Số 3 anh Hoàn Lê. Còn chậu nào nhiều thân? À đây, em sẽ lên tiếp một chậu thân mập nhá. Em chốt chậu đấy mất rồi. Em chốt chậu đấy mất rồi ạ. À. Vâng ạ, à, gieo hạt ạ. À. Em chốt một chậu thân nù nhá. Đây mọi người. Mọi người có thể nhìn thân nù rách áo này. Đó. Chậu này em chốt 300k. Anh Long Võ chốt sau anh Hoàn Lê mà. Đây thì em chốt bù cho anh Long Võ chỗ này được không? Khổ ghê. Đây, em chốt tiếp một thân u rồi nhá. Anh Long Võ chờ em tí. Đây chỗ này em chốt 300k thôi ạ. Chỗ này chốt 300k thân mập u rách áo luôn nhá. Ai chốt 300k nhanh thì được này. 300k chỗ này nhá. Mọi người cứ bình tĩnh. Mọi người cứ bình tĩnh. Hàng gieo hạt ạ. Sao bên anh chốt trước mà? Chốt kèm số điện thoại anh Nguyễn Minh Hiếu ơi. Tại vì cái mạng của em với cái mạng của anh nhiều khi nó không tương thích với nhau ấy. Đây ạ. À, anh Nguyễn Minh Hiếu phải chốt kèm số điện thoại cho em với. Rồi ok, áo mưa Thiên Ân là chốt đúng cú pháp nhá. Áo mưa Thiên Ân cho em xin địa chỉ với ạ. Áo mưa Thiên Ân số 11, 300k. Em lên tiếp một chậu nhiều thân này. Em lên tiếp một chậu nhiều thân nhá. Chậu này 4 mầm ạ. Đây. Chậu tùm 4 mầm luôn. Vâng anh Nguyễn Quảng ơi. Chậu anh Hiếu chốt chậu sau nhá. Đây em lên tiếp ạ. Em lên tiếp chậu này là 4 mầm này. 350k chậu này ạ. Anh chốt mệt quá em ơi. Được rồi, ai mà chốt mệt quá thì có thể inbox nhá. Chậu này 340k, em có rất là nhiều cây nên mọi người yên tâm, em sẽ chốt hết cho mọi người luôn. 300 xin lỗi, 350k. Rồi ok, anh áo mưa Thiên Ân chậu này 350k, ai chốt chậu này 350k. Thiên vị à? Không phải đâu, em không thấy địa chỉ. Anh không chốt nữa, em chọn cho anh chậu nhiều thân mập tí là được. Chờ chốt thì vui mà. Ok, chốt cho anh Gấu Gấu nhé. Anh Gấu Gấu lên địa chỉ với cả tên thật cho em nhá. Anh Đông Trịnh ơi, anh chốt sau rồi. Ai mà chốt mãi không được, mọi người inbox đi. Thích cây như nào, inbox em chọn em chụp ảnh cho. Em có nhiều mà, có 2.000 cây cơ. Ok, anh Long Võ nhá. Gấu Gấu 350k. Chưa chốt mà vẫn biết chốt không được. Ồ, em muốn bán hết cho mọi người lắm chứ. Số 12 anh Gấu Gấu này. Mọi người inbox đi em chọn cây cho. Chọn cây chụp ảnh bao luôn cho. Quyền ơi, em lấy cây cho chị đi. Vâng. Giả hạt này là giả hạt gieo hạt nhá, anh Gấu Gấu. Rồi, ok anh Gấu Gấu ạ. Em lên tiếp một chậu thân xanh sạch này. Ôi chậu này thân xanh kiểu xanh vàng luôn đấy ạ. Chậu này một thân nhưng mà rất là dài nha mọi người. Thân này gần 60 cm ạ. Thân này gần 60 cm nhá. Thân này gần 60 cm em chốt 300k này. Vâng anh Nguyễn Đức Nhanh. Mọi người muốn chốt hàng mà chờ chốt hoài không được, có thể nhắn tin yêu cầu là cây như thế nào vào inbox cho em. Em khi mà em nghỉ live, nếu mọi người ngại không muốn chốt ấy thì nghỉ live em sẽ chọn cây riêng cho từng người một, bởi vì em có đến tận 2.000 cây cơ. Ok em chốt cho anh Đức Hoàng nhé. Anh Đức Hoàng thì không cần số điện thoại bởi vì anh ấy có số điện thoại địa chỉ rồi. Anh giờ anh Đức Hoàng này. Số 13. Anh Nguyễn Minh Hiếu ơi, nếu mà anh ngại chốt anh có thể inbox cho em nhé. Đây em lên một chậu rất dài đây, ai thích chậu rất dài thì có chậu này nhé.
cái que này nó còn dài gấp đôi cái que trống luôn. Một này, hai này, ba này. Thân này dài khoảng tầm 80 cm nha mọi người. Thân này dài khoảng 80. Thân này dài 80 cm này. Rất là nhiều mầm luôn ạ. À. Một mầm này 20 cm nữa và rất nhiều mầm con nhé. Chỗ này em chốt 360. Em không bán cây mặt hoa em đang để làm mẫu nhé. Đúng rồi anh Đức Hoàng ạ, à, em bận quá. Cây gieo hạt mặt hoa xổ số thôi ạ. À. À, có một cây đã xổ được bông hồng xước rồi nha mọi người. Hoa rất là đẹp, thân xanh sạch, mọi người có thể nhìn thân thì biết là nó hoa mặt bông nó sẽ sáng như nào này. Chậu này là 360 nhá. Mọi người ơi, tại vì là trên live thì em không có thể nào chốt kịp cho tất cả mọi người được, nên là mọi người có yêu cầu cây như thế nào nhắn tin cho em. Nhắn tin cho em sẽ chọn cây cho mọi người luôn. Em có 2.000 cây cơ nên mọi người cứ yên tâm. Rồi ok, em chốt cho anh Chu Tiên này, Chu Tiến này. Anh Chu Tiến lên địa chỉ cho em nhá. 360k anh Chu Tiến. Số 14 anh Chu Tiến này. Anh Tập Quang ơi, anh chốt sau rồi. Em lên tiếp một chậu nữa nha, chậu lá xếp ạ. À. Chậu này lá xếp rất đẹp nhá. Lá đốm đốm này, không biết chậu này. Chậu này lá đốm đốm em không biết là chậu này lá đốm đốm không biết là nó có đột biến đột dị gì nữa không nữa. Bán nhá. Đây ạ, một thân thắt ngọn rồi nha mọi người, thắt ngọn chuẩn bị hoa bói rồi nhá. Lan này là lan giả hạc ạ. Thân này là khoảng 45 cm ạ, một thân 45 cm, một thân 40 cm. Đây ạ. Thân đồ lá đốm đốm này mà em không biết là nó có đột biến đột dị gì không. Đây anh nhá. Ok anh Chu Tiến ạ, chậu này em chốt 350k này. Em inbox chị rồi nhé. Ok, mọi người ơi, 30 cây trở lên em có giá xỉ nhá. Ai mà chốt hoài không được, muốn chốt cây như thế nào thì inbox cho em sẽ nghỉ live, em sẽ check inbox và chụp ảnh cây cho mọi người. Ok, em chốt tiếp cho anh Dương Minh Quang này. Cộng 350k này. Cây có hoa em chưa bán nhé, có bán nhưng mà chưa bán. Em lên tiếp một cây này, cây một thân dài này, không cần ra giá. Anh Đông Trịnh chốt sau rồi ạ. Đây ạ, có một cây này lá nhăn nha mọi người, có một cây này lá nhăn nha mọi người, có một cây này lá nhăn này, một cây lá nhăn có một mầm thôi nhưng mà lá nhăn ạ, dài 45 cm. Em chốt 300k, dài 45 cm cây lá nhăn, em chốt 300k mọi người nhé, cây lá nhăn ạ. Em chốt 300k chậu này này. Ai mà chốt hoài không được mà chán mà không chốt kèm số điện thoại anh Nam Việt ơi. Mọi người cứ inbox yêu cầu đi. Mọi người cứ inbox yêu cầu, em trả lời từng người một khi mà em nghỉ live luôn, vì em muốn bán cây mà em có 2.000 cây em muốn bán chứ, nhưng mà trên live này thì phải chốt công bằng. Đây ạ, à, cây lá nhăn này. Tối mai anh lấy. Em chọn rồi anh Kiên ơi, tối mai anh lấy nhá. Cây này 300k anh Nam Việt ơi, anh chốt kèm số điện thoại cho em với. Anh Cường Huy ơi, phi điệp này là phi điệp gieo hạt nhá. Chốt cho cây thân đỏ em. Anh tìm cho em cái cây thân đỏ. Ok, chốt anh Nam Việt này. Anh Nam Việt số 15. Anh Nam Việt lên địa chỉ cho em nhé. Anh Nam Việt lên địa chỉ cho em với ạ. Đấy ạ, chậu thân đỏ này nhá. Chậu thân đỏ này thì anh Hoàn Lê hỏi chậu thân đỏ đúng không? Dạ, thi thoảng mới có chậu lá nhăn thôi ạ. Chậu thân đỏ này, anh Hoàn Lê chậu thân đỏ hai thân to nhá. Một này, thân này 60 ạ. Thân này 60, thân này 30, một thân 60, một thân 30. Em chốt cho anh Hoàn Lê 350k nhá. Anh Hoàn Lê ơi, em chốt cho anh Hoàn Lê chậu này 350k nhá, thân đỏ. Đây anh này. Ship Hà Nội 27.000 anh Trần Thành Nam ơi. Anh Hoàn Lê 350k này.
Anh hỏi lên số 3. Đây ạ, à, em lên tiếp đơn hai thân nữa nha. Cắm lại cái thân này, em nó cắm nó không có kinh nghiệm cắm hay là nó cắm không có thẳng gì hết á. Đúng không? Quyền này, đây em cắm cây nó cong queo như kiểu là. Rồi ok, em cảm ơn anh Nam Việt. Tìm anh thân lá nhăn á. Em đến khi nào lá nhăn thì em bảo nhé, bây giờ em phải tìm Được, cho. tìm cho. Rồi ok anh Dương Minh Quang, em ghi vào đây là cộng với một lá nhăn này. Đây ạ, à, em lên tiếp chậu hai thân này nhá. Chậu hai thân rất là dài luôn, ai thích chậu dài thì lấy thân này. Một thân 50 cm này, một thân 50 cm, một thân 40 cm, một thân 50 cm, một thân 40 cm này. Chậu này 340k. Hoa xổ số anh Trần Thanh Nam ơi, anh Nguyễn Nguyên Văn ơi, anh chốt sau rồi. Chậu này 340k này, chậu này 340k nhá. Xong rồi em sẽ lên một siêu phẩm đây, xong rồi em sẽ lên một siêu phẩm. Chậu này 340k, ship Thanh Hóa bao nhiêu vậy anh Thanh Tú ơi? Ship Thanh Hóa khoảng tầm 40 trên 40k. Anh bận anh thoát đây. Ok anh Dương Minh Quang nhá, em chào anh, nhớ em. Ai chốt chỗ này 340k? Em đo chiều cong cong thôi mà nó đã một thân 40, một thân 50 rồi nhá. Đây mọi người xem, có thể xem thân này. Rồi ok em chốt cho anh Cường Huy nhá. Anh Cường Huy lên địa chỉ cho em với ạ. Anh Vũ Đình Quang ơi, anh chốt sau anh Cường Huy rồi, 340k. Anh Cường Huy lên địa chỉ cho em ạ. Anh Lợi Đặng ơi, anh Lợi Đặng chốt sau rồi, chốt giò khác nhá. Số 16. Em lên tiếp một cái siêu phẩm rất là dài này, ai mà thích chân dài thì chốt chỗ này nhá. Ship Hồ Chí Minh ạ. À? Ship Hồ Chí Minh cái này tầm 50k. 1 2. Chỗ này rất là dài luôn mọi người. Thân này tầm 70 cm nhá. Ai thích chân dài thì chốt chỗ này. Chỗ 7 một thân 70, một thân 25. Một thân 70, một thân 25, em chốt chỗ này 350k này. Chỗ này rất là dài luôn, dài miên man luôn. Cầu gấu phẩm siêu phẩm, siêu phẩm chân dài đây, anh có chốt siêu phẩm chân dài không? Siêu phẩm chân dài đây. Rồi chốt cái đấy cho anh Dương Minh Quang. Anh Dương Minh Quang ơi, còn ở đấy không? Đường Thanh Liên. Đường Thanh Liên Hà Nội à anh? Hồ Tây à? Chú Sơn Lê ơi, cây giả hạt xanh sạch, gieo hạt chú nhé. Ai chốt chậu thân dài này 350k này, dài miên man luôn ạ. Dài lắm. Về trưng Tết thì quá tuyệt vời luôn ạ. Chốt luôn nhé. Rồi chốt cho anh đấy đây. Chốt lên Dương Minh Quang. Chốt cho anh Dương Minh Quang chậu đấy, chậu lá nhân đấy 330k. Rồi em chốt cho anh Vũ Đình Quang này. Em để nguyên cả chậu chứ anh Nguyễn Anh Phương ơi. Anh Vũ Đình Quang lên địa chỉ cho em nhá. Em chọn rồi anh Kiên ơi. 350k. Hôm kia là hai chậu mít đúng không? Hai chậu mít. Cho anh xem thôi kìa, cho cần xem không? Đây số mấy đây? Bệnh viện y học cổ truyền. Vâng anh Cường Huy nhá, anh Vũ Đình Quang lên địa chỉ cho em, anh Vũ Đình Quang số 17. Anh Vũ Đình Quang số 17. Em tiếp tục lên một chậu lá xếp nữa này. Anh Nguyễn Anh Phương ơi, có phải là hôm trước anh Nguyễn Anh Phương chốt chốt hai chậu nhỉ? Anh ơi ở kia, em ơi ở kia có một cái đợi, anh lại kia có một cái đơn hai chậu của anh Nguyễn Anh Phương chả biết. Đây ạ, à, chậu hai thân nhá, chậu hai thân lá xếp nha mọi người. Ôi, chậu này chuẩn bị nụ rồi nha mọi người. Chậu này thân rất mập mà chuẩn bị nụ xanh sạch này. Bạn áo mưa Thiên An ơi, mình chốt rồi. Có gốc ba thân chú Sơn Lê ở đây ạ. À. Em chốt tiếp chậu này 340 nhá. Chốt tiếp. Chưa đóng hàng cái gì? Bỏ lại đây. Anh xem có phải hôm trước anh chốt hai chậu này không? Đây ạ, à, một thân 45, một thân 40. Lá mít ạ? À? Đến cây lá mít thì em báo nhé. Anh Hùng Bích ơi, hôm nay trả nhầm tiền em à? Mình trả cho máy. À mình trả nhầm. Rồi em chốt tiếp cho anh Cường Huy 340 nhá. Chốt cho anh Hồ Minh Châu ơi, anh chốt kèm số điện thoại cho em.
Chốt cây chứ. Mình Ơ bảo áo mưa thiên an đây, thế mình không hiểu mình lại chốt rồi mất rồi. đây số mấy? À, chốt tiếp cho anh Cường Huy số 16. Đây ạ. À, em lên chậu lá mít nhá. Lên chậu lá mít ạ. À. Lá mít xếp luôn nha mọi người. Lá mít xếp luôn ạ. À. Đây mọi người có thể nhìn thấy này. Mọi người có thể nhìn lá này. Đây ạ, à, chậu lá mít hai thân này nhá. Hai thân này, một thân này là 30, một thân 30, một thân 20. Có gì inbox nhé. Ok. Anh Hồ Minh Châu ơi, cộng hai đơn vào. Vâng, em cộng hai đơn, ship hai đơn nhé. Chậu mít này 350k. Hàng này hàng gieo hạt nhé, không phải hàng đài, cũng không phải hàng rừng. Anh Bảo Bảo Như Trần nhé. Anh hỏi anh cho em xin cái chủ ngữ cái. Chậu này 350k. Anh Cường Huy ơi, anh yên tâm ạ. À. Em có dán tên cho mọi người nhé, anh có thể đưa cho em một cái. Mọi người yên tâm là ai chốt chậu nào thì em sẽ gửi đúng chậu đấy nhé. Bởi vì là có tên của mọi người đấy ạ, à. Em không có làm sai đâu. Đấy. Rồi ok, em chốt anh Long Cao này. Đâu em có thấy anh Đông Trịnh chốt đâu nhỉ? Anh Đông Trịnh ơi, anh Đông Trịnh muốn cây như nào để em chọn cho anh Đông Trịnh? Nãy giờ thấy anh Đông Trịnh chốt mãi không được. Anh Long Cao số 18, 350k. Anh Long Cao lên địa chỉ cho em nhé. Ngoài hàng này thì còn hàng gì? Có, còn nhiều hàng. Hello. Đây để chốt cho anh Long Cao một chậu xếp lá mít xếp nào. À anh Mấy chậu đấy hôm nay có bán được không? anh Đông Trịnh Mấy chậu đó không bán hôm nay chứ. anh Đông Trịnh ơi, em chốt cho anh Đông Trịnh một đơn mít xếp này 350k nữa nha anh nhá. Chậu không bán hôm nay đúng không? Anh Đông Trịnh, em thấy anh Đông Trịnh chốt mãi không được này. Để chơi chú. Đây chốt trước mà anh chốt sau ạ. À. Em theo máy chủ nhé. Em ở Hà Nội anh Cường Huy ơi. Sao ạ? Bịp cái gì anh Trần Thanh Nam, anh nói chuyện cho lịch sự với. Sao rồi chú nhỉ? Rồi ok anh Lợi Đặng chọn anh chậu hai thân 350k. Sao cháu không hiểu Ok anh luôn? Lợi Đặng nhá. Nhiều thân em. Vâng anh Long Võ cho chụp màn hình. Anh Long Cao, anh đưa đơn đưa 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 cho em đơn của anh Long Cao. Gì nhỉ? Anh Đông Trịnh ơi, chậu 350k của anh nhá. Chậu rất là đẹp, thân mập ù luôn anh này. Ok cho em với. Vâng. Vâng Họ ạ. thì họ thuê lúc nào họ ra thế ạ? Cho anh hai cây. Vâng. Một chậu lá nhân à? Em cứ chốt cây này cho anh, còn lá nhân thì để em kiếm nhá, bởi vì lá nhân không phải là lấy cái có luôn đâu. Anh này. Chốt cây đấy chưa? Quyền ơi, em lại chốt hàng cho anh đi. Cháu cứ bán cây đó chú nhé. Cây của chú mà bị hỏng ấy thì cháu bảo chú chụp ảnh gửi cho cháu là cháu bù, với chú không chụp ảnh thì cháu không biết bù nào cơ ạ. Anh đưa cây của anh Long Cao đây. Chú mua được cây đấy bao nhiêu tiền? Đưa đây, đưa đây, đưa đây, đưa đây. Đưa cái cây của anh Long Cao. Anh Long Cao ơi, mọi người chụp ảnh này. Mà bây giờ nó hỏi chú mua một cái vé xổ số nhưng Đây mà có nó phải dùng xổ là số của rồi thì anh cái Long vé nó Cao còn đâu? giá giống như cái Cái vé này hôm là của nay anh chú Đông mua Trịnh không? mà. Chú đánh một con đề 1.570.000 bây giờ chú mua cái bút rồi anh. Đây anh Lợi Đặng ơi, chậu hai thân 350k của anh nhé. Thân nhỏ này Thôi em cháu không không tính bán cây tiền đó ạ. chú nhé. Không cả. Anh Đông Trịnh. Hà Nội ship Nghệ An. Phí cao Thôi anh. không đánh. Không Phí cao đâu đánh. anh. Em là còn làm được ký được hợp đồng giá rẻ luôn đấy. Anh Lợi Đặng Anh ơi, em chốt ơi, cây mua này cho một anh Lợi mầm. Đặng nhá. Cho mua cái đấy một mầm với giá một cái một mầm. Rồi ok anh Lợi Đặng, ok cho em chưa ạ? Thân mập đây ạ, thân mập ù luôn đây ạ. Cái này của anh Đông Đông Trịnh này. Đây cây đấy của anh Long Trịnh, với anh tìm cho anh Đông Trịnh một cây lá nhăm cho em ấy. Bạn tán lên đi. Chốt lan không được. Khổ. Mọi người chờ tí nhá, rồi em chốt cho tất cả mọi người luôn ạ. À. Chọn anh chậu khác đi. Thế thì anh em lên hàng anh thích chậu nào anh chốt đi. Anh Long Võ anh chắc là do mạng đấy, hai thân đều nhau à? Đây em chốt hai thân đều nhau thì khó lắm anh ạ. Nó toàn có như thế thôi, em chốt lại chậu này 350k này. Đây ba mầm. Cây ba thân hai thân thì nó khó đều nhau lắm. Vâng hàng gieo hạt nhé, bởi vì là con giống như kiểu bàn tay mình ấy, ngón ngắn ngón dài. Sao? Cái này anh ăn nhầm.
Đây, chậu này một thân này nhỏ, anh chờ 2 tí rồi. Ai cũng được, quá hết. Đây, chậu này 350k, ai chốt chậu này cho em ạ? Chọn giúp anh cái lá nhân. Anh chờ lá nhân thì mọi người phải chờ, ai chốt cho em chậu này 350k ạ? Ôi giời, chậu này quá đẹp luôn. Này, cây dài được bao nhiêu sen? Anh ơi, cây này thì dài tầm, cây này là dài tầm 45 sen. Cây này là 20 sen với một mầm nhỏ nữa. Bạn áo mưa Thiên Ân ơi, đổi hàng như nào thì inbox nhá, vì trên live này khó đổi lắm. Mình đang có phải nói chuyện với biết bao nhiêu người, tí nữa mình sẽ đổi cho bạn trong inbox. Ai có yêu cầu riêng thì làm ơn inbox cho em, được không? Em chốt lại chậu này 350k. Vì sao lại thế? Cô bán là đổi chậu trên tay cho mình. Ok, áo mưa Thiên Ân. Anh đổi chậu này cho áo mưa Thiên Ân cho em này. Ok, áo mưa Thiên Ân nhé. Rồi. Anh Long Cao ơi, chậu của anh là 2 thân ạ. À, 2 thân của anh rất là to anh nhé. Em lên tiếp một chậu mít xem này. Lên tiếp một chậu mít xem nhé. Lá nhựa luôn nha mọi người, chậu lá nhựa luôn. Cây dài nhất ạ? À, cây dài nhất thì có cây phải được tầm 70 anh Hồng Công Đinh ạ. À, mình đổi cho bạn rồi đấy. Đây, em lên tiếp một chậu mít xem này, 340k. Em lên tiếp một chậu mít xem này, 340k, là mọi người có nhìn thấy lá nhựa bóng bóng loáng không này? 340k. 340k chậu này nhá. Anh chốt cho em chốt chậu trên tay. Ok, anh Trần Nguyên, em chốt chậu này cho anh Trần Nguyên 340 nhá. Em chào anh Tân Phạm. Chào anh xem. Rồi ok, chốt cho anh Trần Nguyên rồi ạ. Anh Trần Nguyên số 20. Cây dài nhất à? Đây, anh đưa cho em cái cây dài nhất này mới. Đây. Anh Long Võ. Ô, em có nhìn thấy anh Nguyễn Văn Viên chốt à? Đây ạ, à, chậu thân dài nhất đây nha. Anh Long Võ với cả anh Nguyên Trần Nguyên chờ em tí nhá. Em sẽ lên cây cho 2 người luôn đây ạ. Đây, cây dài nhất đây anh Hồng Công Đinh ơi. Cây dài nhất đây ạ. Cây dài nhất đây. Cây dài nhất này đây. Được khoảng gần 70 cm. Đây anh ạ, cây dài thân thẳng đứng luôn ạ. Chậu này anh chốt thì em chốt 330k anh Hồng Công Đinh nhé. Anh có ok thì em chốt cho anh Hồng Công Đinh thích thân dài dặn từ hôm trước này. Bây giờ em sẽ lên hai đơn 340k cho anh Nguyễn Văn Nguyên với anh Long Võ. Anh lấy cho em 2 đơn 340k này, 1 đơn 340k này. Thêm một đơn như này nữa. Không, 2 đơn như nhau đi. Đây nha, em chốt cho anh Long Võ đơn lá xếp này 340k, ok không anh Long Võ ơi? Anh Long Võ với cả anh Nguyễn Nguyên Nguyên Văn này, Nguyên Nguyên Văn chốt mãi không được. Anh Long Võ ok đơn này không? Anh Long Võ ok đơn này, em chốt cho anh 340k nhé. Còn đơn nào nữa không? Đây anh ơi, em chốt lại cho anh chậu lá xếp này, em gửi rồi anh Tấn ơi. Anh ok không? Lá xếp tròn rất là đẹp luôn này. Lá nhựa nha anh nhé. Lá nhựa, lá xếp nhựa luôn ạ. Anh Long Võ có ok thì em chốt cho anh này. Hàng hạt anh Trọng Hải ơi. Hôm nay em bán loại này thôi nhé, hôm sau sẽ bán loại khác. Anh Hồng Công Đinh có ok cái thân dài dài ngoằng xếp này 330 không? 2 đơn giống hệt nhau cho anh Nguyên Nguyễn Văn này. Đây ạ, 2 đơn, 1 đơn cho anh Nguyên Nguyễn Văn và 1 đơn cho anh Long này. Mỗi đơn là 340k nhá. Hai anh ok cho em với ạ. Em phải gửi mất rồi. Nhiều thân thì anh phải chờ em tìm.
Rồi ok, em chốt cho anh Nguyên Nguyễn Văn một chậu này. 21. Anh Nguyên Nguyễn Văn lên địa chỉ cho em nhá. Chú Sơn Lê ơi, cháu có nhìn thấy chú chốt đâu. Hôm nay mạng của cháu nó làm sao ấy ạ? Nhiều thân thì anh Long Võ với cả anh Long Võ với anh Hiếu đợi em nhá, đợi một tí nữa thôi. 340k cho anh Nguyên Nguyên Văn này. Để anh. Ok anh ạ, à, em chốt cho anh một chậu rồi nhá. Chốt cho anh một chậu này. Còn một chậu nữa 340k này. Lại chờ tí. Chờ tí đi. Chờ tí đi anh, hôm nay trời rét mướt, xem live vui còn gì nữa. Đây ạ, à, em chốt tiếp chậu này 340 này. 340k giống y như chậu lúc nãy này. Giống y như chậu của anh Nguyên Nguyễn Văn, hai chậu như nhau luôn. Một thân u. Anh Trần Thành Nam ơi, anh có yêu cầu riêng thì anh phải chờ. Còn đây em nhập lên từng chậu một thì phải từ từ chứ anh. Đây ạ. Ai chốt cho em chậu này 340k này. Chốt chậu này 340k, nhanh nhanh nhanh. Ai chốt nhanh thì được nhá. Thân 51 hay 52? Anh ơi, cái này là 555 nhiều rồi chứ không phải 51, 52 anh nhá. Đây ạ. Mạng bí đỏ chỉ thấy tiếng nói. Mạng bị đỏ. Thế nó bị làm sao? Đây. Anh ơi anh thoát ra vào lại xem nào. Chậu này 340 này. Ai chốt cho em chậu này 340 này. 340k chậu này nhá. Anh chốt chậu này 340k. Không thì em sẽ lên chậu nhiều thân. Không thì em sẽ lên chậu nhiều thân. Anh bố bom. Ok anh bố bom. Em cảm ơn anh Nguyễn Văn Nguyên, anh bố bom chốt 340 này, anh bố bom lên địa chỉ cho em nhá. Mẹ em định để lại chơi, thế hả anh? Cái thân ấy đẹp nhỉ? Chú Sơn Lê ơi, chú chốt cái gì? Bố bom lên địa chỉ cho em nhá, bố bom. Bố bom số 22. Đây, nhiều thân đây. Anh Hiếu ơi, nhiều thân đây, chậu này 360 nhá. Nhiều thân đây bố bom ơi. À quên lộn, nhiều thân đây anh Nguyễn Minh Hiếu. Ok chậu này 360 không? 360 này. Một thân dài 40. Một thân dài 40, một thân 25, một thân 20 nhá. Xanh sạch hiểu Hiếu Trần. Có xanh sạch Hiếu Trần ơi, xanh sạch chờ chị tí nhá. Đây ạ, à, cái này chuẩn bị ra nụ bói rồi đây anh nhìn này, chuẩn bị ra nụ bói nhá. Anh Nguyễn Minh Hiếu ok chậu này thì em chốt cho anh 360 này. Rồi ok anh Nguyễn Minh Hiếu. Bây giờ anh Long Tân Lập. Rồi ok anh bố bom nhá. Cảm ơn anh bố bom. Anh Hiếu ơi lên địa chỉ cho em với. Hôm nay em chưa có hàng rừng anh Hạnh ơi. Anh Nguyễn Minh Hiếu số 23. Rồi lên địa chỉ cho em đi. Người ơi. Bây giờ em lên tiếp một chậu nữa cho anh. Chậu nhiều thân nữa cho anh. Anh gì anh Long Võ nào, lấy cho em một chậu ba thân giống như vậy cho anh Long Võ nào. Đây đây chậu này ba thân này, để bốn thân cũng được. Đây ạ, à, anh lên địa chỉ đi anh Long Võ ơi, anh còn ở đấy không? Chậu nhiều thân này, chậu bốn thân của anh này, bốn thân này còn lá mít này. Lên số điện thoại từ đám đời vậy, lên địa chỉ đi. Đây, bốn thân này còn lá mít này. Em chốt 370 này. Anh Long Võ ok không? Ừ, rất là ưu tiên anh luôn nhá. Bốn thân lá mít xếp này. Đây anh này. Đẹp mê ly luôn. Cái này ưu tiên anh Long Võ nhá, chốt hoài không được. Anh Long Võ ơi. À, Hiểu Trần ơi, giả hạc xanh sạch gieo hạt ạ. Giả hạc thân xanh sạch gieo hạt nhá. Anh Hiểu Hiểu Trần. Rồi, chốt cho anh Long Võ, chốt mãi không được này. Số 24 anh Long Võ. 370k. Xong. Em lên tiếp một đơn mít 2 thân nhá. Lên tiếp một đơn mít 2 thân, mít xếp mà lá to luôn ạ. Lá rất là to luôn. Lá rất là to mà hai thân này cũng to. Thân này hai thân này xanh sạch nhá mọi người. Hai thân, một thân gần 40. Một thân gần 40, một thân 40 ạ. Có chậu nhiều thân không? Có. Tỉnh Bắc Giang, ok, cảm ơn anh Hiếu nhá. Đây ạ, à, mọi người có thể nhìn lá này. Mọi người có thể nhìn lá này, lá nhựa luôn nha. Mít mà nhựa chứ không không có
không có bị lướt lướt đâu ạ. Đây, chậu này em chốt 350k nhá. Ai chốt chậu này 350k anh bất cần nên anh chốt sau nhá. Em chốt chậu này 350k này, ai chốt nhanh thì được. Anh bất cần nên em chốt chậu đấy cho anh Long Võ rồi. Dạ có mặt hoa mẫu thôi nhá, mặt hoa mẫu còn em không có bảo hành được đâu. Mẫu là ra được bông hồng xước, còn dòng gieo hạt thì mỗi cây nó đột biến một kiểu. Rồi ok, chốt cho anh Nam Việt này, anh Nam Việt chốt kèm đơn đúng không? Anh Lợi Đặng lại chốt sau, anh Tâm Lê chốt sau rồi. Anh Nam Việt là số 15. Anh Long Võ chụp hình. Anh Long Võ ơi, tí nữa em chụp hình em gửi cho anh nhé. À, anh đưa đây. Chậu của anh Long Võ là đẹp mê ly luôn, đẹp nhất hội luôn đây này. Anh Long Võ chụp đi này. Anh Long Võ, bất cần ơi, chị đây em ơi. Mọi người cứ bình tĩnh, em còn nhiều cây lắm. Đấy. Này. Em lên một chậu thân đỏ nhá. Em lên một chậu thân đỏ lá xếp này. Lên một chậu thân đỏ lá xếp. Ba thân đỏ lá xếp, mọi người nhìn thấy thân đỏ không ạ? Thân đỏ lá xếp nhá. Ai thích thân đỏ thì chốt chậu này rất là đẹp, một thân 40, một thân 40, một thân hai thân 20 ạ. Chậu này em chốt 360k. Em ở Hà Nội ạ. Anh Đời Huỳnh ơi, giá hàng này lộn xộn vùng miền anh nhá, vì cây nó trưởng thành rồi, gieo hạt lâu rồi nên không có nhớ được vùng nào đâu anh ơi. Đây ạ, chậu thân đỏ này. Ai thích thì chốt chậu thân đỏ này 360k, ba mầm nhá. Cảm ơn Quân Xì Po. Đây ạ, chậu này 360k này. Ở trên live thì em sẽ chốt đúng cú pháp nhá. À, giá tiền kèm số điện thoại với khách lạ, còn khách quen thì ghi cho em chốt rồi. Ok, chốt cho Tâm Lê này. Tâm Lê ơi, cho em xin số điện thoại địa chỉ nhá. À, xin địa chỉ nhá, 25 Tâm Lê. 360k. Còn nếu mà ai mà có yêu cầu riêng là chốt cây như nào thì inbox cho em. Anh Văn Công Giang ơi, anh chốt sau rồi nhá. Em lên tiếp một đơn này rất là đẹp này, đơn này siêu phẩm luôn nha mọi người. Cây mít xếp ạ. Cây mít xếp nha mọi người, bốn mầm, cây mít xếp bốn mầm ạ. Mọi người có thể nhìn này. Đấy, nhìn thấy nó xếp không ạ? Cây mít xếp bốn mầm cho anh chậu đó, anh Nguyễn Văn này em chốt rồi. Cây mít xếp bốn mầm nha mọi người. Đây mọi người có thể nhìn này. Đây ạ, mọi người nhìn thấy nó xếp đồng xu không ạ? Đó, chậu này em chốt 380k này. Chậu này 4 mầm mít xếp đồng xu em chốt 380k nhé. Ai chốt 380k kèm giá tiền cho anh. Chậu rồi anh, chậu thân đỏ. Em chốt mất chậu thân đỏ rồi anh Nguyễn Văn ơi. Đây ai chốt chậu mít xu này 380k thì chốt này mọi người nhìn này. Quá đẹp luôn. Rồi em chốt anh Hoàn Lê 380 nhé. Anh Nam ơi, anh Nam chốt sau rồi. Anh ơi, chốt là anh Hoàn Lê. Anh Hoàn Lê số 3. Em lên đơn một thân này. Cảm ơn anh Tâm Lê ạ. Anh Hiếu chốt sau rồi. Đây, em lên tiếp một đơn một thân này. Mạng của anh bị chậm anh ơi, nếu mà mạng của anh bị chậm. Đây, cái này nù rách áo luôn nha mọi người. Nú luôn, em ở Hà Nội, anh Long Cao ơi. Chậu này em chốt 300k thôi nhá. Chậu mập nú luôn. Chậu này sắp hoa, chậu này sắp hoa nhá. Chậu này dài 50 cm đây. Mắt nụ đây nha mọi người, mắt nụ đây ạ. Chậu này 300k, chậu này 300k nha mọi người. Ai chốt chậu này 300k thì chốt này. Đấy, chậu này mập ú ù luôn, chuẩn bị hoa mọi người nhìn thấy rách áo không ạ? Nhìn thấy nù rách áo không ạ? Đó. Rất là đẹp nhá, chậu này 300k này. Còn ai thích chân dài thì có em này 70 này, em này 70 cm này, em này 70 cm này, em chốt 320k này. Một đơn 300, một đơn 320 này. Ai chốt đơn nào cũng được ạ. Trời, em chốt chưa mà. Mọi người ơi, chắc là mạng của mọi người với mạng của em nó không trùng nhau ấy chứ. Em gửi bưu điện nha anh Nam Việt ơi. Hả? Em gửi Viettel đấy, bưu điện Viettel đấy ạ. Mừng quá cuối cùng được chợ. Đây ạ, à, thân dài này 320k nhá. Ai chốt cái thân dài này? Anh Nguyễn Văn Bộ ơi, cái này là giả hạt ạ, giả hạt nhé. Giả hạt. Đây, mọi người nhìn này,
Rồi ok, chốt cho anh Lợi Đặng em chân dài này. Anh Lợi Đặng ơi, em chân dài ấy đẹp ấy. Cái đấy mà trưng Tết thì tuyệt vời luôn, bút của em đâu rồi? Anh Tâm Lê ơi, anh chốt sau rồi. Anh Lập Hoàng ơi, giả hạc gieo hạt anh nhé. Anh Lợi Đặng số 26. Anh Nguyễn Văn Nguyên, chậu ba thân đẹp. Ok anh Nguyên nhá, 320k này. Ai chốt chậu nù, ai chốt chậu nù cũng nù rách áo này ngắn hơn một xíu, chốt 300 này. Còn chậu nhiều thân lá mít không? Anh ơi em lên hàng từ từ chụp lại cái. Rồi anh đưa của anh Lợi Đặng đây cho anh ấy chụp. Anh chờ em tí, ai chốt chậu này 300 này. Đâu anh Quân xì poi đây, đâu phải lá mít, tùy chậu với mít thôi nhá. Tùy chậu với mít thôi. Em gì chả đẹp. Ơ đẹp thật mà. Em có nói dối đâu, cây này rất là đẹp nhá. Đây ạ, à, anh chụp ảnh đi để em né né cho anh chụp nè. Coi gần hết rồi chưa được chậu. Ôi dồi ôi, hết làm sao được, 2000 chậu cơ, mọi người cứ bình tĩnh nhá. Ở lại đến cuối livestream để chơi game tiếp nha mọi người. Có ai chốt chậu này 300k không ạ? Ai chốt chậu này 300k này? Úi dồi, chậu mập ú ù luôn này. Không chốt 300k thì em lên chậu nhiều thân. Em lên chậu mít nhiều thân nhá. Em lên chậu mít nhiều thân đây, mọi người nhìn thấy nó xếp không ạ? Mọi người nhìn thấy nó xếp không? Trời ơi, có ơi, cắm que vầy đuổi việc nhá. Anh Long ơi, anh Long cứ chốt đi. Ở lại sau cùng là có nhiều chậu đẹp đây ạ. Mọi người cho mọi người nhìn thấy nó xếp không ạ? Đó, chậu này là một thân này, hai thân này, ba, bốn thân ạ. Cổ rụt này, xếp cổ rụt này. Em gửi rồi, Hoa Lan Tây Nguyên ơi, xếp cổ rụt này. Đó, chậu này 360k nhá. Chậu này 360k này. Ai chốt chậu, mọi người nhìn cổ rụt này. Đây, ba mầm nhỏ nữa nhá. Ba mầm nhỏ cũng đều xếp ạ. 360k chậu tùm này nhá. Ai chốt thì chốt này. Đây mọi người nhìn thấy không ạ? Đấy. Chậu tùm nhá. Mít xếp này 360k cổ rụt luôn nhá. Em chọn anh chậu ba thân anh đổi đơn à? Anh ơi, đổi đơn có thể inbox được không anh? Anh Nguyên Trần Nguyên rồi. Anh ơi, anh chốt kèm số điện thoại cho em anh Tiến Nguyên ơi. Vâng. Không, anh Nguyên Nguyên Văn cơ. Nguyên Nguyên Văn số 21 ấy. Đây ạ, à, chậu này là 360 nhá. Chậu này 360. Anh Tiến Nguyên chốt 360 thì chốt kèm số điện thoại cho em với. Xong lên địa chỉ cho em với. Mọi người chốt rút khoát cho em rồi, bán chịu không? Có anh Nguyên ơi, có nhá. Em tìm số 21 cho anh ấy đổi đơn. Tìm số 21 đổi cho anh ấy đổi đơn với. Anh phô ra Alex ơi, giả hạc xanh sạch, giả hạc lá mít, giả hạc thân đỏ anh nhá. Dòng gieo hạt ạ. Bên này không chốt nữa này. Em ở Nhổn rồi, đại học công nghiệp nhá. Không, bỏ cái đấy ra. Chốt chậu mít xếp này kèm số điện thoại cho em ạ. Đây mọi người nhìn lá rất là đẹp luôn, lá nhựa nhá. Lá nhựa cứng. 360 cũng chưa thấy ai chốt kèm số điện thoại nhỉ. Anh Nguyên Nguyễn Văn đây, để em chốt lại chậu ba thân cho anh nhá. Tại vì chốt rồi để vào một đống rồi. Bất cần ơi, em chốt 360 à? Em lên số điện thoại địa chỉ cho chị đi. Lên tên thật số điện thoại địa chỉ đi. Thấy chậu ba thân không anh? Anh hết tiền rồi muốn có chịu, chịu cũng được. Đâu nhờ, còn ai nữa nào? Chọn anh đơn lắm thân, thân đỏ. Nhiều thân đỏ à? Anh chờ tí nhá. Chậu sau lưng ý cho chú xem.
Chậu này ạ? Chậu này là chậu thân dài chú ạ. Chậu này chậu xanh sạch kẻ chị. Em thì không có chuyên về đồng tiền đâu, để em xem có không, em hỏi cho nhá, chứ em không hứa trước nhá. Anh hỏi mình mua hoa đồng tiền, anh cứ lên chợ Lan Rừng ấy là đầy người bán hoa đồng tiền luôn. Chậu này thân dài mà nó cong cong. Đồng tiền nước ngoài hay đồng gì nha em? Đồng đô la hay là đồng won hay là đồng yên hay là đồng gì? Anh Nam Việt ơi, cái dòng này là hoa dịp Tết đấy anh. Cái này là sắp xuống lá chuẩn bị hoa rồi. Thân này là gần 80 sen nhá. Thân đỏ một thân à? Anh ơi, có thân đỏ một thân không? Có, anh chờ em tí ạ. Chậu này 320 ạ. Dạ không có đâu Hoa Lan Thúy Vi ơi. Ba thằng em này. Anh Nguyên, Nguyễn Nguyên ơi. Anh Nguyễn Nguyên, em đổi cho anh chậu này, anh ok không? Em đổi cho anh chậu này 350 nghìn nhá. Ba thân 350 nghìn này. Anh ok không? Ai chốt chậu dài 80 này 320 không ạ? Chậu dài 80 này 320k nhá. Đây chú Sơn Lê có chốt chậu này, nó cong cong như là đo được 4 gang. Đây mọi người có thể nhìn thấy thân này. Thân rất là đẹp luôn ạ. Mọi người nhìn thấy mắt chưa? Thân đỏ để em tìm nhá. Có ai chốt chậu đó không? Chậu ba thân hay bốn thân? À đây ạ. Chậu bốn thân đây chú ơi. Chậu bốn thân đây chú Sơn Lê. Cái này lá mít xếp đây này chú này. Chậu bốn thân này. Cháu chốt chậu này là 360. Anh Nguyên Nguyễn Văn cho anh đi. Rồi ok nhá. Anh lấy lại cái đơn của anh Nguyên Nguyễn Văn cho em này. Vâng. Nguyên Nguyên Văn ấy. Sao nợ không? Sao nợ? Em không gửi hoa cho anh à? Anh Đặng Kim Trọng ơi, chờ em tí nhá, sáng mai em gửi. Hôm nay nhiều hàng quá đóng không có kịp, sáng mai em gửi sớm nhá, anh Đặng Kim Trọng nhá. Anh Nguyễn Nguyên Văn số 21 này. Số 20 của anh Trần Nguyên đúng không? Tao số 21 cơ. Đây số 21 của anh Nguyên Nguyên Văn. Anh Trần Nguyên khác mà anh Nguyên Nguyên Văn. Dài lại còn thông không trơn. Rồi em đổi cho anh rồi ạ. À. Đây, không có đơn số 21. Đây em lên tiếp một đơn thân đỏ này. Thân đỏ nhưng mà nó không có, thân đỏ mà nó không có một thân dài đâu ạ. Thân đỏ mà ba thân nha mọi người. Thân đỏ có một thân dài. Đâu? Đây ạ, chậu này thân đỏ ba thân nha mọi người. Chậu này thân thân chấm đỏ ba thân này. Chậu thân chấm đỏ ba thân này chốt 350k. Chậu này thân chấm đỏ ba thân nhá. Thân nó lấm tấm đỏ này mọi người này. Mọi người thấy không ạ? Chấm 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 lấm tấm đỏ. Vâng. Cho mình xem chậu ngắn ba thân. Đây có cái chậu này ba thân đây anh ơi. Anh Đinh Vũ Đình Quang ơi. Chậu này thân chấm chấm đỏ đây ạ. Một thân đỏ thì chờ em tí ạ. Cho anh xem chậu. Anh Kiên ơi, em để một đống rồi. Tí nữa em soạn đơn xong em chọn cho anh. Em à, quên em chụp cho anh nhá. Bây giờ mà bắt em đào ra thì á, lâu lắm. Rồi ok, em chốt anh Nguyễn Minh Hiếu 350 này. Em ở Hà Nội ạ. Anh ơi, số 23 cho anh Nguyễn Minh Hiếu này. Nên một chậu thân đỏ, có chậu thân đỏ dài đây anh Hồng Công Đinh ơi. Chậu biên anh còn không? Anh ơi, anh lấy lá biên đi. Đây, đỏ mà còn lá mít xếp đây, anh Hồng Công Đinh ơi. 1, 2, 3. Cái này tầm gần 70 nhá, anh Hồng Công Đinh, thân đỏ. Thân đỏ tầm gần 70 cm này ạ. Anh chốt chỗ này, em chốt cho anh 330k nhá. Cảm ơn anh Quang ạ. Đây, thân này dài khoảng gần 70 ạ. Anh Hồng Công Đinh có ok không? Anh Hồng Công Đinh ok thì em chốt cho anh nhá. Chỗ này 330 này, ôi lá đốm. Anh chụp lại đơn 23 đó. Ok anh Hiếu, đưa cái đơn của anh Hiếu đây cho em nào.
Em chào anh Long Lê Ngọc đây, sân chậu đấy rất là đẹp, lá bóng lắm anh ạ, lá nhựa. Anh Hiếu chụp ảnh đi, hay anh Nguyễn Nguyên Nguyên Văn. Chị Tâm Lê ơi, à, anh Tâm Lê anh chờ tí để em đang có hỏi, em đang có hỏi anh Hồng Công Đinh nhé. Em đang hỏi anh Hồng Công Đinh anh ấy dặn. Này em ơi, rồi ok em xuất cho anh Hồng Công Đinh này. Anh Hiếu chụp ảnh. Số 27, anh Hồng Công Đinh. Em ấy xuất cho anh Hồng Công Đinh 330 này. Anh Nguyễn Minh Hiếu số 23. Rồi em chốt cho anh Hồng Công Đinh rồi nhá. Anh Lợi Đặng ơi, em chốt cho anh Hồng Công Đinh rồi ạ. Chậu của anh cũng đẹp mà. Em lên tiếp một chậu lá to như lá đa này. Chậu lá to như lá đa luôn. Thân mập ù, thân to. Thân to dài nhá, lá to như lá đa. Anh Võ Hiền ơi, hàng gieo hạt anh ơi. Cây giả hạc anh Nguyễn Thế Anh ơi, đây ạ. Lá to như lá đa nha mọi người, nhìn này. Lá rất là to luôn. Tí em cho anh chụp lại. Và có một mầm đang lên, mọi người nhìn mầm đang lên đẹp không ạ? Đó. Khôn đâu mà khôn, khiếp anh dùng từ chán thế. Đây nhá, chậu này em chốt 330k tiếp này. Vâng anh Hồng Công Đinh ạ, em cảm ơn anh nhé. Em chốt tiếp chậu này. Anh chụp lại cái nào. Hàng này sắp hoa rồi anh Thưởng Lê ơi đây. Chậu nhỏ như này là đã có hoa rồi nhá. Chậu nhỏ như này là đã có hoa rồi nhá. Đấy. Nào đưa cả của anh Hồng Công Đinh với cả của anh Nguyễn Minh Hiếu. Hai đơn vừa chốt đây nào. Anh Tâm Lê có chốt đơn này không ạ? Đơn này lá to như lá đa luôn. Anh Hiếu ơi, chụp đi, đưa cái đơn của anh Hồng Công Đinh cho em. Anh chưa. Anh Hiếu chụp cho em này. Anh Hiếu chụp cho em nhá. Ok chưa? Anh Hồng Công Đinh ơi, chụp cho em với. Rồi chắc anh ấy chụp rồi đấy, chụp ảnh nhanh mà. Em chào anh Trung Ngô, chào anh Tùng Dương, chào mọi người chia sẻ bài giúp em nhé. Đây ạ, à, ai chốt cây này 330k. Anh Kiên Trung Đỗ chốt 3310. Ok anh Kiên Trung Đỗ nha, anh Kiên Trung Đỗ lên địa chỉ cho em với. Anh này. Anh Kiên Trung Đỗ 330. Anh Kiên Trung Đỗ, anh Kiên Trung Đỗ lên địa chỉ cho em nhá. Thôi không chụp nữa. Đây, em chốt tiếp một chậu mít xếp này, một chậu mít xếp 4 thân nhá. Một chậu mít xếp 4 thân này. 4 thân nha mọi người. Đây. Tùm luôn. Lá nhựa, anh Kiên Trung Đỗ lên địa chỉ cho em với. Ôi dồi ôi, anh bố bom ơi, em để vào một đống rồi, anh không chụp luôn, bây giờ tìm lại khó lắm anh ơi. Lúc nào đóng hàng mà anh không yên tâm anh muốn chụp thì anh inbox của em chụp cho anh nhá. Bây giờ xếp nguyên một đống này rồi khó tìm lại quá anh. Chụp cái cây được rồi. Anh Nguyễn Nguyên Văn này, mặt hoa này em không có đảm bảo được đâu nhá anh nhá. Tại vì là cái mặt hoa này là hoa gieo hạt thì mỗi một cây nó ra một mặt hoa. Cái bông này thì may mắn nó ra được hồng xước, còn những bông khác thì em cũng chưa biết được nhá. Đây ạ, à, ai chốt chậu 4 thân này em chốt 350 cho nhanh này. 350 chậu 4 thân, thân rất là đẹp luôn này mọi người này. 350 chậu 4 thân luôn. Ai thích nhiều thân thì chốt chậu này nhá. Làm sao? Cây đẹp hết vào đây rồi á? Có bằng ngày cây mà. Không mang vào im, mang vào ít đấy. Rồi ok em chốt cho anh Kiên Trung Đỗ nhá. Anh ơi chốt cho anh Kiên Trung Đỗ chậu này này. Quyền anh chốt cho chị chậu này cho anh Kiên Trung Đỗ. À anh Kiên Trung Đỗ chụp hình luôn đi anh Kiên Trung Đỗ ơi. Đây cho mọi người chụp hình luôn, không rồi tí nữa em không có đào lên được. Anh Kiên Trung Đỗ chụp hình nhá. Ôi giời, chụp của bạn làm chết mất. Anh chụp đi anh. Đấy chưa? Anh Kiên, em ghim cho anh Kiên Trung Đỗ số 28 này.
Anh Quang ơi, em tìm được cây lá nhân cho anh rồi đây. Rồi. Đây, em lên tiếp hai thân đỏ nhá. Ai chưa có thân đỏ thì chốt tiếp hai thân đỏ này. Hai thân đỏ và rất dài nhá mọi người. Hai thân đỏ, một thân là gần 60. Một thân là gần 60, một thân 40. Một thân gần 60, một thân 40 và một mầm nữa, và một mầm nữa. Đây mọi người, cây thân đỏ nha. Đây nha mọi người. Cây thân đỏ ạ. Đó. Cây thân đỏ rất đẹp luôn. Em lù ta ly à? Hôm nay em không có bán anh Nguyễn Trọng ơi. Đây chậu này em chốt là 340k. Anh chụp rồi, cảm ơn anh ạ. Chậu này 340k nhá. Chậu này 340k, chậu thân đỏ này. Đây nha mọi người. Đó, 340k cho chậu này ạ. Ai chốt cho em chậu này hai chậu. Ai chưa có thân đỏ thì chốt thân đỏ này 340k. Anh Nguyễn Trọng Thành ơi, chậu này 340k anh nhá. Ba mầm, mầm nhỏ này thì em không tính ạ. Còn hai mầm này là 340k anh đây này. Anh có thể nhìn thấy thân này. Đó. Ok anh Quang ạ. Em đang bán cùng một loại gieo hạt nhưng mà nó ra các cái loại thân khác nhau. Thì các cái loại thân khác nhau như vậy thì nó sẽ có các cái mặt hoa khác nhau anh nhá. Anh Lương Đặng Hưu ơi, bây giờ em mới nhìn thấy anh luôn á. Chắc là bị ẩn đấy, anh Lương Đặng Hưu ở đấy. Mọi người thấy không, chút hàng cũng bị ẩn chứ không phải là mọi có người bảo là chơi chơi game mới ẩn. Rồi ok, em chốt cho Tâm Lê nhá. Em chốt cho Tâm Lê 340k này. Ok ạ, em chốt cho Tâm Lê. Em ơi, chốt đơn này cho anh Tâm Lê số 25. Không, anh em chốt một đơn rồi. Anh Vũ Đoàn ơi, Vũ Đoàn chốt sau rồi. Em lên đơn khác cho anh chốt nhá. Đây ạ, em lên một đơn tương tự này. Em lên một đơn tương tự. Em lên một đơn tương tự nhá. Dung Nhung Sinh ơi, cái dòng này là hoa xuân hoa Tết đấy em. Đây này, có bông là đã sổ rồi này. Còn các cái thân này đều đang có mắt nụ nhá. Các cái thân này đều đang mắt nụ rồi em, hoa xuân hoa Tết nhá. Đây chậu này cũng 340. 1 2. Cái này là 45 này, một thân 45, một thân 40 nhá. Một thân 45, một thân 40. Đây ạ. Thân đỏ luôn nha mọi người. Thân đỏ này. Số 20, đấy là của anh Tâm Lê, số 25, anh Tâm Lê. Đây ạ, à, chậu này em cũng chốt 340, anh Vũ Đoàn có chốt chậu này không? Anh Vũ Đoàn ok, chậu này thì em chốt cho anh Vũ Đoàn chậu này 340 nhá. À, mình ở Hà Nội nhé, Dung Nhung Sinh. Cây ta ly, anh ơi, cây ta ly thì tùy cây thôi chứ còn không có cái giá cụ thể đâu anh ơi. Tùy cây to cây nhỏ nữa. Chị chào Tuấn nhá. Đây ạ, à, chậu này 340 này. Bây giờ chốt tiếp đi anh. À đây, bây giờ em sẽ lên tiếp mid shape nhá. Em lên tiếp mid shape đây ạ. À. Em chốt chậu thân đỏ hai thân này 340 này. Anh chốt cho em đơn này để em lên đơn lá mid tiếp nào. Em chào anh Huy Gia. À, anh Huy Gia chốt hàng rồi mà. Có thân nào lá to không em? Có lá to anh ạ. À. Đây anh nhá, có chậu này lá to và thân to. Thân to, lá to, thân dài nhá. Thân to, lá to, thân dài. Thân này rất là dài ạ. Thân này dài được thân này dài 80 nhá. Anh chốt số 26. Anh Quang ơi, chốt số 26 là số nào ạ? Đến số 28 rồi mà. Anh chốt cái chậu thân đỏ này á. Anh chốt chậu thân đỏ này á, số 26 đâu, số 26 là anh đổi cho anh cả không chưa. Anh Vũ Đoàn đây là sao em chưa dịch được? Anh đợi, à vâng ạ. À, chậu này là 320 nhé, chậu này là xanh sạch tuyệt đối đây ạ. Chậu này xanh sạch tuyệt đối này, kẻ chỉ này. Mọi người có thể nhìn thân này, cổ lá không có ngấn luôn nhá. Có cây thẳng ạ, có cây thẳng ạ. Chậu này 320 này. Xanh sạch tuyệt đối luôn. Cổ lá cũng không có ngấn luôn nha. Có cây thẳng anh ơi. Anh thích cây thẳng thì có cây thẳng nhá.
Cây rất là nhiều, ai thích cây cong, cây thẳng gì đều có. Đây anh ơi, cây thẳng lá xếp đây ạ. U trời. Đây, cây thẳng đây nha anh. Cây này cũng 320 luôn ạ. Cây này cũng rất là dài. Đó. Anh Minh Hùng Nguyễn có ok đơn này không? Anh Dương Minh Quang ơi, số 26 là cái gì? Số 26 là anh chốt đơn này hả? Chốt cái đơn thân đỏ này hả? Anh Minh Mạnh Hùng Nguyễn có chốt đơn này không? Em có hỏi chốt không đấy? Vậy em chốt tiếp đơn này cho anh Dương Minh Quang nhá. Anh Dương Minh Quang ok đi, anh Dương Minh Quang ok cái chậu này nhá, 300 mấy nhở, 340. Rồi ok em chốt cho anh Vũng Đoàn, Vũng Đoàn nhá, 300k anh thì anh chốt thì em không chốt nhá. Em ơi chốt cho anh Vũ Đoàn đó chị, số 29 anh Vũ Đoàn. Em bán rẻ nhất Facebook rồi anh Mạnh Hùng Nguyễn ơi, anh mà mua ở đâu rẻ hơn thì anh đến đây lan rừng lá nhỏ trả lại tiền nhá. Em đang bán sỉ bán lẻ 2.000 cây cơ, chứ không phải là lấy mấy chục cây về để bán lẻ lẻ mấy ngày mới hết 100 cây hay là mấy chục cây đâu, nên là anh yên tâm về giá nhé. Em chưa bao giờ bán đắt cái gì luôn đấy. Anh Vũ Đoàn 320. Tìm anh cái thân đỏ đẹp đẹp hai thân trở lên nhé, thân đỏ đẹp đẹp hai thân trở lên. Nãy là anh, nhưng anh có thân lá nhăn với có hai chậu rồi, bây giờ tìm thân đỏ đẹp đẹp à? Anh Dương vừa nãy thêm anh ơi, anh tìm cho anh Dương Minh Quang một chậu thân đỏ đẹp đẹp xem nào. Dương Minh Quang, Dương Minh Quang lại chốt thêm một cái nhân. Chốt 320 80 cm. À đây 80 cm thì đây. Đây 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 anh nhá, 320 80 cm thì đây. Em ơi, đổi lại đi, đổi lại dán Vũ Đoàn, dán vào chậu này cho anh Vũ Đoàn này. Đây cái chậu em vừa dán này anh ấy đổi sang cây to hơn. Anh Dương Minh Quang. Đây nhá, em chốt luôn cho anh chậu này nhá. Anh ơi, đây thân đây ạ. Thân đỏ đẹp đẹp là anh là nhiều thân hay ít thân? Anh ấy hai thân trở lên. Đấy. Vâng, em chốt lại cây Đâu, con cho anh rồi. chậu 4 thân đấy chị. Đâu? Đây đây, chậu đấy đẹp đấy. Đây rồi anh Dương Minh Quang ơi. Đây để em chọn cho anh chậu đẹp hơn nhá. Chọn cho anh chậu đẹp hơn, chậu này 4 thân ạ. Đây thân già của nó cũng đỏ luôn anh nhá. Thân già cũng đỏ luôn ạ. Anh nhìn thấy không? Thân già cũng đỏ luôn, 4 thân đỏ luôn ạ. Đó, 4 thân đỏ, thân già cũng đỏ luôn. Anh nhìn thấy chưa? Đó, chậu 4 thân này em chốt 350 cho anh nhá, anh Dương Minh Quang nhá. Tự nhiên nhìn thấy chậu đẹp quá. Em chào anh Trần Minh Đặng Hoàng này. Anh Dương Minh Quang có ok chậu này 4 thân này, đến thân già nó cũng đỏ luôn. Đủ đúng yêu cầu của anh luôn nhé. Đó, ok chưa? 350k cho chậu 4 thân này. Em chào anh Tuyến Trần nhá. Lâu rồi chưa thấy anh mua gì ủng hộ em. Đây anh Quang ơi. Anh Quang thân mến. Thôi cứ mạn phép chốt luôn cho anh Quang nhá. Anh Dương Minh Quang số 2. Em chào tất cả mọi người, hàng hàng anh gửi rồi, anh Trần Minh hoặc Đặng Hoàng ơi. Em gửi rồi nhá. Em lên tiếp một chậu mít xếp ạ, một chậu mít xếp nhá. Em lên tiếp chậu mít xếp này. Đây mọi người có thể nhìn này, ba thân. Chậu này xanh sạch tuyệt đối luôn ạ. Chậu này xanh sạch tuyệt đối nha mọi người. Hưu ơi, anh Lương Đăng Hưu ơi, em lại chốt mất cái chậu đấy rồi. Chốt cho anh Lương Đăng, anh Lương Đăng Hưu ơi, em chốt mất cái chậu đấy rồi. Bây giờ anh có thích chậu mít này không? Hai mầm nhá, hai mầm và một mầm nhỏ này nữa. Hai mầm và một mầm nhỏ này nữa. Anh ok thì em chốt cho anh 340k nhá, anh Lương Đăng Hưu nhá. Nãy giờ comment của anh bị ẩn hay sao ấy. Đây, em chốt cho anh chậu này 340k này, chậu xanh sạch tuyệt đối mít xếp này. 340k anh ok không? 340k chậu này thôi, anh Lương Đăng Hưu nhá. Hàng tết nắng cho em. Anh Lưu Thành Đồng ơi, hàng tết nắng rồi anh nhá, anh có thể nhìn thấy thân già của nó đấy ạ. Hàng treo nắng hàng năm rồi anh nhá. Năm 2 năm rồi chứ không phải là một năm đâu, thời gian tính bằng năm, anh có nhìn nhìn thấy thân già của nó đấy ạ, chứ không phải là hàng vừa gieo lên đâu anh nhá. Đây ạ, chậu này 340k. Anh Lương Đăng Hưu ơi, em đang có hỏi anh ấy, tại vì nãy giờ thấy anh chốt hoài không được.
Hai thân mít xem nha, anh có ok thì em chốt cho anh 340k này. Không ạ, à, ok anh. Không thì em sẽ lên chậu khác nha. Em lên một chậu thật là đẹp. Ok anh ạ, à, ok anh Lưu Thành Đồng. Chả biết anh Dương Minh Quang có còn ở đấy nữa không. Ôi chậu này rất đẹp nha. Chậu này đẹp quá, mọi người nhìn này. Mọi người ngắm lá đi ạ, mọi người ngắm lá đi. Lá xếp xòe nhá, lá xếp xòe như này. Cái chậu này là lá nó xếp xòe như này đấy ạ. Đó, lá xếp xòe như này nhá. Đây mọi người nhìn đi. Đó, đẹp không? Rất là đẹp luôn nhá. Lá cũng nhăn nhăn ạ, lá xếp xòe mà cũng nhăn nhăn. Đây cho mọi người nhìn này. Đó. Mọi người có thể để như này chơi này. Có thể để như này chơi, cũng có thể để ngửa như này này. Anh Lương Đăng Hưu ơi, à, anh bảo là không, anh cho em địa chỉ à? Anh bảo là chắc là anh biết là ok đúng không? Vậy em chốt cho anh nhá. Anh Lương Đăng Hưu ơi, anh biết là không. Đây, để em chốt cho anh chậu này 340 nhá. Rất là nhiều mầm luôn đấy ạ. Chắc là anh biết là ok mà anh ấy biết nhầm này không đấy. Em cứ mạn phép được hiểu như thế nhá. Số 30 anh Lương Đăng Lương Lương Đăng Hưu này. Sơn Điền qua Sơn Thành ạ. Dòng gì em? Anh Bình Yên nhé ơi, dòng này là dòng gieo hạt thôi anh ơi. Lương Đăng Hưu. Gieo hạt thân xanh sạch, thân đỏ nha anh nhá. Cùng một loại hạt gieo ra đấy, nhưng mà lộn xộn và gieo, có nghĩa là gieo cùng một lứa nhưng mà các loại hạt đấy. Nên là bây giờ lộn xộn không biết là vùng miền nào đâu ạ. Em chỉ bán thân lá thôi nhá. Anh Lương Đăng Hưu 340 này. Rồi, em chào anh Châu Thịnh, em ghi cho anh Lương Đăng Hưu số 30. Đây ạ, à, em tiếp tục cái chậu lá xếp rất là đẹp nhá, hai thân ạ. À, hai mầm, cái này là ki nha mọi người, cái này là ki này. Cái thân nhỏ này là ki này, mọi người có thể nhìn thấy cổ rụt này. Xếp cổ rụt luôn này, đó. Chậu này em chốt 330k ạ. Chậu này em chốt 330k nha mọi người. Cái ki này nó đang bị nổi lên, cái này là cái ki chứ không phải là mầm đâu. Đây là cái ki nha mọi người. Mọi người nhìn thấy cái ki không? Đó. Em chốt chậu này 330k. Ai thích thân lá xếp thì chốt chậu này này. 330, cổ rụt luôn nha. Anh Mạnh Hùng Nguyễn. Anh chốt 330, anh cho em số điện thoại địa chỉ anh Mạnh Hùng Nguyễn ơi. Anh cho số điện thoại địa chỉ thì em mới chốt được nha. Anh Kiên Trung Nguyễn, anh Hoàn Lê chốt sau rồi. Anh Mạnh Hùng Nguyễn chốt đầu tiên nhưng mà chưa thấy số điện thoại địa chỉ nhá. Lên số điện thoại địa chỉ đi thì em chốt cho. Lên số điện thoại địa chỉ đi thì em chốt cho nha. Em ơi, kẹp tay kia chị. À đây, em còn vẫn còn mít nhá. Em sẽ lên mít tiếp đây ạ. À, làm giả hạt nhá. Không thấy anh Mạnh Hùng Nguyễn nói năng gì ấy nhở. Em chờ anh 30 giây thôi nhá. Rồi ok, ok anh Mạnh Hùng Nguyễn ạ. Anh Vũ Đình quá. Anh ơi, em thấy anh Mạnh Hùng Nguyễn nãy giờ anh ấy chốt hoài không được. Nên là em ưu tiên cho anh ấy một đơn anh Quang nhá. Anh ấy chốt hoài nãy giờ không được. Nên là em ưu tiên cho anh ấy một đơn. Đến sau em lại ưu tiên nhá. Này em ơi, anh Mạnh Hùng Nguyễn số 31 này, em lên tiếp mít đây ạ. Lên tiếp mít cho các bác chốt nha. Em đưa chị hai cái chậu lá mít xếp cổ rụt kia kìa. Đấy, hai cái chậu mà anh Thành để riêng lúc nãy đấy, đằng sau lưng em ấy. Đấy, đúng rồi đấy, đấy. Đây ạ. Em lên tiếp. Chậu này thân đỏ nha mọi người. Chậu này còn đang có. Mọi người nhìn này. Mọi người nhìn này. Đó. Thân đỏ nhá. Chậu này thì thân đỏ nha mọi người. Chậu này thân đỏ. Đây. Để thòng thì sẽ như thế này. Để thòng thì như thế này. Để đứng thì sẽ như thế này ạ. Đó. Chậu này em chốt 320k. Chậu này rất là dài. Thân đỏ lắm. Thân đỏ lừ luôn ạ.
Chậu này được gần 60 sen nhé. Thân đỏ lừ luôn mọi người nhìn này, 320k, ai thích sưu tầm thân đỏ thì chốt chậu này ạ. Anh em chốt nhanh không hết. Ai thích sưu tầm thân đỏ lừ thì chốt chậu này nhá. Áo lụa bên ngoài vẫn xanh nhưng mà bên trong thân là đỏ lừ luôn đấy ạ. Đấy, đây mọi người nhìn thấy các cái kẽ lá này, đỏ lừ luôn. Em chốt chậu này 320k này, lá xếp đẹp luôn. 320k, ai chốt nhanh thì được. Anh đổi đơn lấy thân này. Rồi ok anh Hồng Công Đinh. Em ghim vào đây anh Hồng Công Đinh nha chị. Đổi đơn bao nhiêu? Đổi đơn số 27. Em lấy lại đơn số 27. Anh Kiên. Mọi người chốt sau rồi ạ. Em đổi đơn cho anh Hồng Công Đinh mất rồi. Rồi anh nhá. Mọi người ơi, mọi người làm ơn thì đã đổi đơn thì inbox cho em nhá. Em ơi, lấy đơn cho chị đi. Lấy lại đơn. Lấy lại cây của anh Hồng Công Đinh đúng không? Rồi. Lên tiếp một đơn lá xếp củ rụt nữa này. Không, đơn này không củ rụt mấy. Đây ạ, lên tiếp một đơn lá xếp cổ rụt nữa này. Ok anh, em lấy đơn của anh Hồng Công Đinh và dán lại vào cái đơn đấy cho anh. À, cho anh ấy, đây ạ. Em lấy lên tiếp một đơn lá xếp cổ rụt nữa nha. Đây nha mọi người. Tiếp tục đơn này em chốt 320k nhá. Dài miên man luôn ạ. Cái này dài khoảng hơn 60 cm ạ. Tôi ra dây tính. Đây em chốt lại chậu này. Em chốt lại chậu này là 320k nhá. Đây chậu này 320k. Dâm vâng ạ, phi điệp đây ạ. Chậu này 320k này. Ai chốt chậu thân dài miên man lá xếp này. Đây mọi người có thể để thòng như này chơi này. Lá xếp chân rết này. Đây ạ. Cái này thì xanh sạch tuyệt đối nhá. Cái này thì xanh sạch tuyệt đối chứ cái này không có không có tím ạ. Cái này xanh sạch tuyệt đối nha mọi người. Cái này thì xanh sạch tuyệt đối. Rồi ok, em chốt cho anh Bùi Văn Mạnh này. Anh Mạnh lên địa chỉ cho em nhá. Anh Mạnh chụp ảnh luôn này anh Mạnh ơi. Anh Mạnh chụp ảnh luôn này. Dạ có mặt hoa cây mẫu mới nở được bông thôi anh ơi. Anh Mạnh chụp ảnh nhá. Ok chưa anh? Chụp ảnh giúp em nào. Rồi. Số 32. Anh Bùi Văn Mạnh. Vâng, hàng đài radio nha anh Hoàng Thảo ơi. Hàng này hàng gieo hạt của Việt Nam. Đài thì chỉ có đài radio thôi anh nhá. Em nói mãi nãy giờ rồi. Anh lên cho em một cây đẹp nữa nào. À đây, cái cây này em có một thân đỏ nữa nhá. Ai thích thân đỏ thì chốt thân này này. Đây ạ. Thân đỏ mập luôn. Em chào anh Kiên. Anh Kiên ơi, anh Kiên có thích thân đỏ thì chốt thân này này. 1 này, 2 này, 3. Cái này cũng 60 ạ. Cái này cũng 60. Đây mọi người nhìn này. Mọi người nhìn thân chưa ạ? Đó. Chậu này em chốt 330k nhá. Chậu này thân lá rất đẹp ạ. Mọi người nhìn này. Lá xếp ạ. Chấm tím này. Chấm tím thân đỏ này. Đó. Vâng anh Hải Anh nhá. Anh yên tâm. Anh đã báo cáo bảo với anh Thành là anh Thành ấy sẽ phải chấp nhận thôi. Anh ấy sẽ chọn cây đẹp cho anh thôi. Anh yên tâm. Đây ạ. Chậu này còn mập nữa cơ. Chậu này mập ú luôn. Chậu này rất mập nhá mọi người. Thân đỏ rất mập luôn nhá. Em chốt chậu này 330k ạ. Ai chốt chậu này 330k nhanh thì được này. Rất dài nha mọi người. Và sắp có hoa rồi nhá. Cái này sắp có hoa nhá. Chậu này mập lắm. Ai thích thân mập thì chốt em này ạ. 330k thôi ạ. Cây rất đẹp. Giá rất rẻ. Rồi em chốt anh Kiên Nguyễn Văn nhá. Anh Hù Thắng ơi. Chốt sau rồi. À anh Ngủ Thắng ơi, anh Ngủ Thắng chốt tiếp đi cũng được ấy. Thì anh xem em thích cây nào chốt tiếp. Vì là đơn của anh Ngủ Thắng hôm nay em đóng không kịp. Trời mưa nên là ô tô người ta đến sớm. Ô tô của bưu điện người ta đến sớm em đóng không kịp. Sáng mai em gửi sớm cho anh nhé. Nên bây giờ nếu mà anh chốt tiếp thì là gộp đơn luôn ấy ạ. Gộp đơn hôm trước luôn. Hello anh Trang. Em cảm ơn anh mẹ. Ôi Vũ Thư Thái Bình à. Đồng Hương nhá, em cũng Thái Bình đây.
Chốt tay em á, tay rồi đục chấm bóng cái, chốt làm gì anh? Anh Kiên này. Có, anh lấy cả là mít. Huynh ơi, hàng này là hàng gieo hạt thôi Huynh ơi. Đây ạ, à, em lên tiếp một chậu hai thân nhé, chậu này xanh sạch ạ. Đây cho mọi người xem ạ, à, xanh trong luôn, chậu này là xanh trong luôn nhá. Đấy, chậu này xanh trong luôn ạ. Chậu này xanh trong nhưng mà có hai mầm này, có hai mầm. Có tận tận hai mầm, em cũng chốt 320k thôi nhá. Anh ơi không biết vùng nào đâu anh, vùng miền lộn xộn nhá. Vùng miền lộn xộn bởi vì cây gieo hạt lâu rồi nên là không có nhớ được vùng miền đâu. Em cũng không dám nói là vùng nào cả. Cây xanh sạch mà vùng nào biết là vùng nào chắc không có giá đó đâu. Em không có biết là vùng nào hết nhá, nên em bán thân lá, ai thích thân lá thì mua. Còn nếu mà nói vùng nào thì đến lúc mà nó không phải ấy, thì rất là ngại với mọi người cho nên em không có nói. Đây ạ, à, mọi người thích thân lá thì mọi người chốt thôi ạ. À, cây thân đỏ cũng có, cây xanh sạch. Cây này là cổ lá không có ngấn luôn nhá mọi người nhá. Đó. Đây em chốt cho anh cái đơn đấy, rất là đẹp đấy anh Mạnh ạ. À, thật cây cực kỳ đẹp luôn. Cho anh đơn nhiều thân tầm 500k. Anh Đỗ Nam ơi, hai thân thì đơn nhiều thân 500k thì em không có bán chậu nào đến 500k đâu ạ. À, không, em không có bán chậu nào đến 500k đâu, chỉ tầm 300 mấy đổ lại thôi ạ. 300 mấy đổ lại là em cũng có một xíu xíu lãi rồi, cũng hơn là công đi lao động bình thường vất vả rồi. Em quê ở Diêm Điền anh ạ, Diêm Điền Thái Thụy anh nhá. Vũ Thư, ngày xưa em học với nhiều bạn Vũ Thư lắm. Đây em chốt tiếp chậu này 320 này, ai thích chậu hai mầm này mà 320 thì chốt cho em nhé. Không có chậu nào mà 500k đâu. Ai thích 320 thì chốt 320 này, ai còn chậu nào đẹp nữa thì để chốt tiếp mà. À đây, lên tiếp chậu hai thân dài này. Lên tiếp chậu hai thân dài. Chọn anh hai thân đỏ. Đây anh ơi, thân đỏ hai thân đây anh ơi. Có thân đỏ hai thân chưa? Đây anh đưa luôn cái đấy đây. Em có chậu thân đỏ 3 thân luôn anh Vũ Thắng ơi. Anh ơi chậu thân đỏ 3 thân luôn nhá. Chậu thân đỏ 3 thân. Có chậu VIP không em? Có một chậu VIP nhá. Có một chậu lá sọc mà chẳng biết anh Thành có bán không. Đây anh Vũ Thắng ơi, đây chậu 3 thân, thân đỏ này, thân chấm đỏ anh nhá. Thân này thân chấm đỏ đây ạ, chấm đỏ từ đầu đến cuối luôn. Em chốt chậu này 350k cho anh Vũ Thắng nhá. À bạn Ngọc Long ơi, bạn qua nhà mình chọn càng tốt nhá. Mình ở Nhổn gần Đại học Công nghiệp ấy, nhà mình rất là nhiều cây, bạn có thể qua tận nơi chọn nhá. Đây anh Vũ Thắng ơi, anh có ok thì em chốt cho anh thêm chậu này 350k 3 mầm chấm đỏ ạ. Rồi ok em chốt cho anh Vũ Thắng nhá. Dạ 30 cây em mới xỉ nhá. Em không có rồng đỏ ạ. Chậu lá sọc chắc nhà em để chơi rồi anh Mạnh Hùng Nguyễn ơi. Em anh ấy chốt cho anh Vũ Thắng này. Em lên tiếp này, hai thân này là hai thân lá tre nhé. Hai thân. Anh Vũ Thắng số 34. Anh Vũ Thắng số 34, đơn của anh ấy hôm nay mình chưa đóng kịp ấy. Đóng chung cho anh ấy luôn. Vâng ạ, à, em chốt tiếp một thân lá tre xanh sạch. Một đơn lá tre xanh sạch này. Xanh sạch, xanh trong luôn, mọi người có nhìn thấy cái thân này lá tre và nó xanh rất khác không ạ? Nó xanh trong, xanh vàng luôn này. Đó. Đây nhá, mầm này thì đang xuống lá chuẩn bị hoa bói này. Ừ, anh chậu ba thân này. Anh ơi, em không còn chậu nào ba thân đâu, ba thân mà đỏ như hết rồi sao ấy. Anh đổi chậu nào hả anh Dương Minh Quang? Anh ơi anh xem lại anh Dương Minh Quang là những cái chậu nào đấy. Dương Minh Quang một chậu 4 thân đỏ này. Vâng hạt ạ. Đây chậu lá tre. Anh Dương Minh Quang ơi anh cứ tin em đi. Em chọn cho anh chậu đẹp Meli rồi ấy.
Anh Mạnh Hùng Nguyễn chờ em tí nhá. Ai chốt chậu lá tre hai thân này em chốt 340k này. 340k chậu, anh cho em một chậu lá nữa. Ba trăm bốn mươi k chậu lá tre xanh sạch này. Anh Phương vào đây. Anh em mập đâu? Gầy đấy, gầy đấy, mập đâu? Đây ạ, cây lá mít tròn đây nhá anh Mạnh Hùng Nguyễn. Chậu này rất là dài luôn ạ. Một này, hai, ba. Chậu này 60 cm nhá. Anh có ok chậu này thì em chốt cho anh là 320k. 320k chậu này nhá. Anh có ok chậu này em chốt cho anh. Anh Mạnh Hùng ơi, anh chốt gộp đơn chậu này 320 nhá. Đó. Chào anh Đỗ Mạnh Hải ạ. Anh Nguyễn Hải chốt 340. Ok anh Nguyễn Hải ơi, anh chốt anh phải lên số điện thoại địa chỉ cho em nhá. Anh lên số điện thoại địa chỉ cho em. Rồi ok anh Nguyễn Hải này, anh Nguyễn Hải lên địa chỉ luôn này. Tin không tin thì sẽ dám mua. Anh là anh Nguyễn Hải này. Em cảm ơn anh Nguyễn Hải nhá. 35. Cho anh cây thẳng vào á. Rồi để em đổi cho anh cây thẳng nhá. Ai cũng thích chân dài chân thẳng thì những người béo, béo lùn chân cong biết làm sao. Cảm ơn anh Nguyễn Hải ạ. 340k. À đây đây đây, cần thẳng này. Anh cứ yêu cầu đi, cầu được ước thấy mọi người. Mưa, mưa ầm ào trên mái luôn. Đây anh ơi, cây thân thẳng nhá. Ok chưa? Đẹp chưa? Lá cứng như nhựa luôn đấy ạ. Ok, chậu nào chậu này cũng 320 nhá anh nhá. Em ở Nhổn gần Đại học Công nghiệp anh Hải ơi. Ship sang bên anh ship rẻ thôi, 27k thôi. Đây chậu này cũng 320, anh Hùng có ok thì em chốt cho anh Hùng này. Chậu VIP á, chậu VIP anh ơi, có chậu nào VIP không? VIP Melly không? Rồi ok, em chốt anh Mạnh Hùng Nguyễn 320 này. Đây em lên tiếp một chậu này gọi là đẹp thôi nhá, em cũng chả biết thế nào là VIP đâu. Anh Mạnh Hùng Nguyễn số 31. Em lên tiếp một chậu lá mít nhâm này. Chậu này rất đẹp ạ, chậu này em định để chơi nha mọi người. Chậu này em định để chơi nhưng mà mọi người thích thì em lên bán này. Đó. Chậu này lá mít nhâm nha mọi người, ngắm trước đi rồi chốt ạ. Xanh sạch tuyệt đối lá mít nhâm ạ. Em chào anh Thanh Minh, đây mọi người. Đó, chậu này em chốt 380k nhá. Ai chốt kèm số điện thoại địa chỉ thì em chốt luôn chậu này 380k. Lá mít nhân lá nhựa đây, đang định để chơi chậu này. Giả hàng anh ơi, hàng giả hàng anh nhá, giả hàng gieo hạt anh nhá. Đây mọi người nhìn này. Đấy, 380k chậu này. Cho chậu lá mít thẳng. Ok anh Nguyễn Hải để em kiếm cho anh nhá. Em chào anh Dần. Vâng, em cảm ơn anh Dương Minh Quang, sẽ cố gắng tìm cho anh. Anh Hoàn Lê chốt 380. Xin về Nghệ An tầm 450k. Rồi ok, chốt tiếp anh Hoàn Lê nhá. Anh ơi, số 3 này. Anh Nguyễn Hải ơi, em chốt con này luôn rồi. Đây ạ, lên tiếp một chậu mít nữa. Đây ạ, cũng một chậu mít nhăn tương tự nhá. VIP là VIP đó. Đây ạ, lá mít thẳng lá nhâm đây ạ. Hai chậu như nhau nhá, đang định để sổ hoa luôn này. Anh Đỗ Nam chốt sau rồi đấy. Chậu này thì chỉ có chậu đây mấy mầm. Hai mầm, chậu này cũng hai mầm nhưng mà có một mầm nhỏ này. Có một mầm nhỏ em chỉ chốt có 360 thôi nhá. Đây mọi người nhìn đây, lá nhân lá nhựa này. Lá nhân lá nhựa. Lá nhựa nha mọi người. Đây mọi người nhìn thấy nó sẽ thấy là nó rất là bóng. Thấy cái lá nó rất là bóng luôn ạ. Đỗ Nam sau. Vâng, anh Đỗ Nam chốt sau.
Đây em chốt chậu này 360, giống như chậu kia nhưng mà có một mầm nó hơi nhỏ. Ai thích chậu này nữa thì chốt 360 mọi người, nhìn thấy họ lá bóng như kiểu là vôi mỡ ấy, như kiểu xoay gương được ấy, 360 chậu này nhá. Ai thích chậu này thì chốt 360 này. Chậu này cũng xanh sạch tuyệt đối đấy ạ, không có tí vết luôn. Chậu này xanh sạch không có tí vết luôn. Đó, 360k chậu này nhá. Không thấy ai chốt nhỉ? Ừ, mưa ổn ổn. Anh ơi còn chậu nào đẹp nữa không thì lên một hai chậu nữa xong nghỉ đâu. 300 thì em thua anh Phùng Vũ ơi. Anh Quang ơi, anh Quang chốt chậu này nhá. Hùng Bích. Ừ, Hùng Bích ơi, chị đây. Đây, anh Quang ơi, anh Quang chốt chậu này nhá. Đâu, chậu là đẹp, đưa lên đây mấy một hai chậu nữa này. Anh Đỗ Nam cho anh chậu mít hai mầm. Ok anh, để em lên đây. Anh lấy cho em một chậu mít hai mầm. À, anh gì nhở, Hùng Bích ơi, hỏi chị gì đấy. Anh Dương Minh Quang, anh Dương Minh Quang chốt thêm chậu này nữa nhá. 360 nhá. Ok chưa, để em ghim tên nào. Anh Phong Nguyễn Thanh ơi, giả hạc gieo hạt thôi ạ. Giả hạc gieo hạt. Đỗ Nam lại sau. Đây để em chọn riêng cho anh Đỗ Nam một đơn nhá. Anh lấy cho em một đơn mít hai mầm cho anh Đỗ Nam nào. Anh Đỗ Nam chờ em tí đây chút. Chậu này cho anh Dương Minh Quang nữa. Anh Dương Minh Quang ơi, thế là thành là mấy chậu rồi nhở? 5 chậu đúng không? À, loại lan khác à? Vâng, đây chốt anh Quang, tìm cho anh. Chọn cho anh chậu đẹp, anh một đơn. Dạ vâng anh Mạnh nhá, chọn cho em một chậu mít hai thân. Hai chậu mít hai thân luôn đi. Cái này chốt cho anh Quang này. Anh Mạnh với cả anh Đỗ Nam chờ em tí. Em để em lên. À đây đây đây, có một chậu này. Có một chậu mít cổ rụt này. Có một chậu mít cổ rụt lá xếp nhá. Có một chậu mít cổ rụt lá xếp. Cái đơn này em sẽ ưu tiên cho anh Nam nhá. Mãi không chốt được này. Đây, lá mít cổ rụt này. 3-4 mầm luôn ạ. 4 mầm nhá. Em chốt cho anh. Em chốt cho anh Đỗ Nam 360k nhá. Anh Đỗ Nam ok không? Thì ok này. Xong rồi anh Mạnh em sẽ tìm cho anh một đơn này. Đấy là anh Dương Minh Quang chốt tiếp. Đây ạ, lá mít cổ rụt lá xếp nhá. Lá xếp mọi người nhìn đây ạ, cổ rụt nhá. Đây, kể cả mầm con của nó cũng cổ rụt luôn nhá. Mầm con cũng cổ rụt luôn ạ. Anh Đỗ Nam có ok chậu này 360 thì em chốt cho anh này. Xong rồi cho một chậu đẹp nữa cho. Anh Quang ơi, cứ chốt đi, biết đâu có nở ra hoa đẹp. Xong rồi ngắm. Quên hết sầu muộn luôn. Quên hết sầu muộn luôn, cuộc đời thì chỉ còn tao với nồng nàn thôi. Anh Quang ơi, anh Quang chờ tí xem là anh Nam mình có chốt không nhá. Không phải em chốt cho anh Quang này. Chờ mãi không thấy. Không thấy anh ấy nói gì. Rồi ok em chốt anh Đỗ Nam nhá. Anh Đỗ Nam chốt mãi không được. Em nói trước là cái đơn đấy em ưu tiên anh Đỗ Nam. Rồi anh Quang thông cảm với em nhá. Anh ấy chốt hoài không được. Số 36. Anh Đỗ Nam 360k luôn. Ok anh ạ. Đây em lên tiếp một chậu mít hai thân này. Mít xếp hai thân ạ. Em lên tiếp một chậu mít xếp hai thân đây mọi người nhá. Mọi người có thể nhìn này. Chơi thòng cũng được mà chơi đứng cũng được nhá. Chơi thòng cũng được, chơi đứng cũng được. Xanh sạch tuyệt đối. Cây rất, chậu này cây rất mập ạ. Chậu này cây rất mập mà xanh trong luôn nhá mọi người này. Để gần cho mọi người thấy xanh trong luôn ạ. Em chốt chậu này với giá là 350k. Anh đã chốt rồi em. Dạ vâng. Em chốt cho anh Đỗ Nam rồi nhá. Em dạy văn anh Minh Quang ơi. Đó rồi. Anh chốt nốt à? Rồi ok anh Minh Quang nhá. Anh chốt nốt chậu này 350k đúng không? Rồi ok 350k nhá. Đây em lên tiếp một siêu phẩm. Em lên tiếp một siêu phẩm. Anh Dương Minh Quang, mai em phải làm một cái thùng to đùng.
Em lên tiếp một siêu phẩm mít đồng xu nhá. Em lên tiếp một siêu phẩm mít đồng xu ba mầm ạ. Anh Lưu Hải chốt cho anh. Anh Lưu Hải ơi, chốt một không kịp à, cho anh chụp hình. Anh đưa cái đơn anh Đỗ Nam em cho anh chụp hình với. Anh ơi, chốt không kịp thì inbox nhá, inbox em sẽ trả lời luôn. Đây à, anh chụp hình đi anh ơi. Cây rất là đẹp luôn anh nhá. Có mặt hoa, có một mặt hoa mẫu là cây mát xước. Có một mặt hoa mẫu là cây mát xước. Nhưng mà tại vì cây này cây gieo hạt nên em chả dám bảo hành mặt hoa thì lúc nó ra không phải ấy, mọi người mắng chết. Thằng nào. Đây ạ, một siêu phẩm mít xếp đồng xu nhá. Ai nhanh tay thì được ạ. Ai nhanh tay thì được một siêu phẩm mít xếp đồng xu. Em nói rồi nhá, ở trên live thì em sẽ chốt công bằng, ai chốt trước thì được. Còn nếu như mọi người mà chốt trên live không được, có thể inbox. Khi mà ở trong inbox thì em sẽ thực hiện theo yêu cầu của mọi người, là muốn chọn cây gì em cũng sẽ chọn, quay phim chụp ảnh các kiểu luôn. Nên mọi người hết sức thông cảm cho em nhá. Đó, chậu mít đồng xu 3 mầm này mọi người có thể nhìn nhá. Để như này cho mọi người nhìn nhá. 400k chậu này nhá. Ai chốt 400k kèm số điện thoại nhanh thì được, công bằng nhá. 400k nhanh thì được ạ. Kèm số điện thoại nhanh thì được nhá. Cây rất là đẹp luôn. Đây mọi người nhìn này. Rồi em cảm ơn anh Đỗ Nam ạ. Đây đẹp chưa. 400k kèm số điện thoại cho em ạ. Anh Hoàn Lê chốt tiếp 400k. Ok em chốt anh Hoàn Lê nhá. Ồ anh Kiên ơi, đổi đơn à? Anh ơi đổi sau rồi. Anh ơi xem còn chậu nào đổi cho anh Kiên à. Anh Kiên ơi, em có chọn cho anh một chậu Mitsu rồi đấy. Em có chọn cho anh một chậu Mitsu rồi. Hả? Đâu anh Vũ Đình Quang là chốt sau anh Hoàn Lê mà. Anh Hoàn Lê chốt này. Em thấy anh Bình Nguyễn khách lạ chốt chưa cho số điện thoại này. Anh Hoàn Lê là khách quen chốt rồi, có số điện thoại bên trên rồi này. Xong đến anh Văn Công Giang chốt này, anh Vũ Đình Quang chốt sau nữa này. Anh Bình ơi, anh chốt mà anh cho em số điện thoại đâu. Em có bảo là mọi người đây. Tiếp nào, anh đưa cây tiếp lên cho em nào. Còn ai chưa chốt được cây thì em chốt tiếp nha. Em lên tiếp một cây dài hoãng vâng phi điệp ạ. Em lên tiếp một cây dài thân xanh sạch nhá. Ai chưa chốt được thì cứ inbox cho em. Em sẽ chốt cho mọi người luôn ạ. Em chọn hết những cây mít ở đây cho em nào. Ai chưa chốt được mít thì để em lên mít tiếp nào. Chốt hết cho mọi người nhá. Ai thích mít em chốt hết luôn. Đây ạ, chậu này nhá. Chậu lá tre ạ. Chậu này lá tre nha mọi người. Chậu này lá tre thân xanh sạch nhá. Chọn cho anh chưa? Chốt 500 triệu. Số điện thoại anh rồi đấy. Thế để em lên đơn khác bù cho anh Bình Nguyễn nhá. Đây ạ. Chậu lá tre thân xanh sạch tuyệt đối, cổ lá không ngấn nhá mọi người. Cổ lá không ngấn. Thân này dài, thân này rất dài ạ. Thân này được hơn 60 nhá. Thân này được hơn 60. Em chốt chậu này 320k thôi ạ. Thân này hơn 60 em chốt 320k. Inbox cho em có được đâu. Được chứ, sao lại không. Ngày mai chủ nhật ở nhà em sẽ trả lời hết tất cả mọi người nhá. Hôm trước anh chưa inbox được, bởi vì là hôm trước inbox của em bị lỗi đấy ạ. Đây ạ, ai chốt chậu lá tre này 320k, chậu lá tre này sắp hoa nhá. Chậu lá tre này sắp hoa. Đây mọi người ơi. Mọi người nhìn thấy mắt nụ đang sưng không ạ? Đó, mắt nụ đang sưng đây ạ. 320. Ai chốt 320 lá tre nhanh thì được ạ. Bây giờ ai thích lá mít, lá tre, các kiểu cái gì cũng có nhá. Chào Dương Lan. Lạnh quá trời, sao không cài phi áo lại anh. Lạnh quá trời luôn. Đâu, lá mít nào. Lên tiếp mít đồng xu nhá. Định để lại mấy chậu mít đồng xu chơi mà chốt. Mà mọi người thích thì em chốt hết luôn ạ.
Đây ạ. Em lên tiếp một chậu mít mầm đồng xu này, 4 mầm to. Chậu này là 4 mầm nhá. 4 mầm. 4 mầm to, 1 mầm nhỏ. 4 mầm to, 1 mầm nhỏ nhá. Đó. Được chưa ạ? Mọi người nhìn chưa ạ? 4 mầm to, 1 mầm nhỏ. Em chốt chậu này 420k. 4 mầm nhá. Chậu lúc nãy là 3 mầm, chậu này là 4 mầm nhá. 4 mầm to, 1 mầm nhỏ. Anh Trương Phùng ơi, hàng này hàng hạt anh ơi. Vùng gieo hạt, đúng rồi. Vùng thí nghiệm. Rồi em chốt cho anh Bùi Văn Mạnh 420k này. Anh Bình Nguyễn lại chốt sao? Lên tiếp một đơn nữa cho anh Bình Nguyễn. Anh còn chậu Mitsu nào nữa không? Đây, em sẽ ưu tiên chốt chậu này cho anh Bình nhá. Chậu đấy là của anh Bùi Văn Mạnh số 32. Em chốt chậu mít này cho anh Bình nhỉ. Anh Bình chốt mãi không được, 2 mầm mít nhá. 2 mầm mít, mít xếp cổ rụt nhá. 2 mầm mít xếp cổ rụt chốt ưu tiên cho anh gì nhở? Anh Bình là 350k, ok chưa? Rồi, em chốt cho anh Bình chậu này 350k thôi nhá, ưu tiên anh chốt hoài không được. Đến tầm này là ai muốn chốt là em sẽ chốt luôn và chốt giá rất mềm cho mọi người nhá. Đêm rồi, đêm khuya rồi, ở lại với nhau đến giờ này là quá là chân tình rồi. 350k. Anh Bình Nguyễn lên địa chỉ cho em nhá. Anh Tiền Giang chốt sau rồi, còn ai chốt mít nữa nào? Anh Lưu Hải mít này, anh Vũ Đình Quang cũng muốn mít nữa đúng không? Rồi nhá, để em sẽ lên hết mít. Có một số cây mít thật ra là em đang có định để lại để làm, để chờ vườn, làm vườn đây. Nhưng mà thôi bây giờ tầm này sẽ chốt hết cho mọi người luôn nhá. Chậu này là của anh Bình ạ. Vâng. Anh Bình Nguyễn. Anh lên địa chỉ luôn anh Bình Nguyễn nhá, số 37 này. Đây còn ai chưa chốt được thì chốt tiếp tục này. Mít xếp đồng xu chưa ạ? 4 mầm nhá, 4 mầm 400k này. 400k. Anh Vũ Đình Quang này, bây giờ em sẽ chốt cho anh Vũ Đình Quang, anh Văn Công Giang và anh Lưu Hải mỗi người một đơn mít nhá. Anh Vũ Đình Quang đầu tiên này, anh Vũ Đình Quang có ok đơn này 400k không anh Vũ Đình Quang ơi? Cái thân này không phải là bị chết đâu anh nhé, thân này là chuẩn bị xuống lá. Anh Bình ơi, em ưu tiên cho mỗi người một đơn ạ. Anh Vũ Đình Quang có ok không ạ? Em sẽ ưu tiên từ trên xuống dưới, anh chọn hết các cây mít đây cho em để bán cho mọi người nào. Rồi, anh Vũ Đình Quang này. Bây giờ sẽ tiếp đến là anh nào nữa nào? Anh Lưu Hải này. Anh Lưu Hải, anh Tiền Giang này, chờ em nhá. Vâng, để lại mình ha. Cái này là anh Vũ Đình Quang cộng với 400k. Anh Bình ơi, ưu tiên cho mỗi người một đơn mít anh. Ưu tiên cho mỗi người một đơn mít. Đây, anh Vũ Đình Quang này. Sau đến anh Lưu Hải, anh Tiên Giang nhé. Ok, anh Dương Minh Quang, em nhận tin nhắn rồi anh nhé. Lên tiếp một cây mít siêu phẩm ạ. Cái này cái đó là của anh Dương Đình Quang, Vũ Đình Quang số 17. Đây tiếp theo là anh Lưu Hải cho một đơn mít. Đây ạ, một đơn mít rất là đẹp nhé. Đơn này siêu đẹp luôn ạ. Đơn này em chốt 380k, tuy chỉ có một thân nhưng mà một thân rất là xuất sắc. Một thân nhưng thân to nhá, thân dài 60cm ạ. Thân dài 60cm ạ, 380k cho anh Lưu Hải. Vâng, mọi người cứ bình tĩnh, em sẽ chốt tìm tên từ trên dưới em chốt hết luôn. Anh Lưu Hải ơi, anh có ok đơn này không? Mọi người bình tĩnh nhá, em sẽ chốt đến khi nào mà mọi người. Anh Hoàn Lê ơi, anh Hoàn Lê có đơn mít rồi mà. Anh Hoàn Lê có đơn mít rồi mà, anh Hoàn Lê nhường mọi người một xíu nhá, được không? Em hỏi anh Lưu Hải có ok đơn này không ạ? 380k cho đơn này ạ, đơn này gọi quá đẹp luôn. Lá mít xếp rụt vịt luôn nhá, 380k chậu này nhá. Anh đổi đơn cho anh chốt 31. Anh ơi, đổi đơn bây giờ khó lắm, đổi đơn inbox được không anh?
sang cái số nha. Hủy luôn đi. Đây ạ. À. Ai nhở? Anh Lưu Hải có ok đơn này không ạ? À? Em không thấy anh ok, chờ mãi không được nào. Chờ mãi không được, em hỏi người khác nhá. Vẫn thích mà em, đẹp quá. Quá đẹp luôn anh nhở. Rồi ok anh Lưu Hải nhá. Số 38 anh Lưu Hải. Anh Kiên ơi, em còn chọn cho anh cây đẹp hơn cơ. Tí nữa em chụp ảnh cho anh xem. 38 anh Lưu Hải. Tiếp theo là đến ai nhỉ? Anh Lưu Hải xong rồi, bây giờ em sẽ ưu tiên mỗi người một đơn nhé. Anh anh Phong Lê Doãn một đơn mít này. Hết rồi à? Không có đơn nào mít ba thân. Đây ạ, tiếp một đơn 4 bồng nhá. Xếp đẹp luôn. Anh Phong Lê Doãn em cũng thấy chốt hoài không được này. Chậu này 4 thân này, lá xếp đẹp cho anh Phong Lê Doãn 400k. Anh Phong Lê Doãn ok không ạ? Anh Phong Lê Doãn ok không? Hình như chậu này là chậu mít cuối cùng à? Còn chậu nào nữa không nào? Anh Bình Nguyễn có đơn mít nào gộp luôn cho anh một đơn. Rồi có đơn mít nha anh nhá. Còn 1-2 đơn nữa. Đây, anh Phong Lê Doãn có ok chậu này không? 400k 4 mầm này, anh nhìn lá này. Anh nhìn lá xếp này, đây nhìn đằng sau luôn. Anh Quyền Nguyễn Văn ơi, em đang có chốt chốt cho anh Phong Lê Doãn rồi, em chốt cho anh Phong Lê Doãn nhé. Em ưu tiên mỗi người một đơn, không có mọi người kêu chốt hoài không được, lại không mua hàng nữa, chết em. Anh Phong Lê Doãn lên địa chỉ cho em nhé, 400k này. Sao chốt mít mãi không đi vậy? Alo anh Phùng Vũ, anh Phùng Vũ muốn chốt mít đúng không? Anh Quyền Nguyễn Văn à? Rồi ok, anh Bình Nguyễn, anh Quyền Nguyễn Văn đơn nữa này. Anh ấy chốt anh Phong Lê Doãn số 39 cho em này. Hết rồi à? Kia có một chậu rồi, kia chậu của anh Kiên rồi đúng không? Hiện tại bây giờ là ở trong nhà thì đã hết cây mít rồi. 39 anh Phong Lê Hữu. Thưa mọi người là hiện tại bây giờ trong nhà đã hết cây mít rồi nhá. Nhưng mà ngoài vườn em còn khoảng gần 1.000 cây nữa. Ngoài vườn em còn gần 1.000 cây nữa. Cho nên là ai mà muốn cây mít thì inbox cho em một cái. Bây giờ hiện tại trong nhà là hết cây mít rồi. Bây giờ muốn ra ngoài vườn lấy cũng không được nữa, vì trời đang mưa rất to. Nên là mọi người inbox và tin nhắn cho em một cái là anh muốn một cây mít mấy thân như nào đó, báo em. Rồi là em sẽ chụp ảnh cho mọi người nhé. Bây giờ muốn ra ngoài lấy cho mọi người cũng không được, trong nhà hết rồi. Đây, trong nhà hết rồi. Trong nhà hết rồi, còn có hai chậu này. Hết rồi nhá. Ngoài trời đang mưa em không có ra lấy được. Nên là mọi người thông cảm, inbox và tin nhắn cho em. Ai mà chưa chốt được thì inbox và tin nhắn cho em, mai em chụp ảnh cho nhá. Ok chưa ạ? Hứa là sẽ mai chủ nhật sẽ check inbox của mọi người nhá. Ngoài trời đang mưa và em mưa trong lòng đây này, không chốt được hết hàng cho mọi người, buồn lắm. Mọi người muốn chốt hàng mà em chưa chốt được em buồn biết mấy này. Thất vọng quá, anh ơi hết rồi. Có gì đâu thất vọng, nay chưa chốt thì mai chốt, cơm không ăn thì gạo còn đấy, có gì đâu anh Ngọc ơi, có gì đâu mà anh bảo thất vọng làm em buồn lây. Thôi chắc em xin phép mọi người nghỉ like nhá, muộn quá rồi. Em buồn ngủ rồi đấy, hôm nay đi học cả ngày luôn ạ, mệt. Đi học cả ngày luôn, tối về like nữa. Ai mà chưa chốt được thì inbox cho em sẽ chọn cây đẹp cho mọi người. Nói chung là nếu mà trong inbox thì mọi người sẽ được chọn thoải mái luôn đấy. Đổi cho anh một đơn mít nhé. Rồi ok, mai em đổi cho anh. Anh đặt mít 3 thân. Rồi em sẽ ghi lại đây nhá, em sẽ ghi lại đây ạ. Cơm không ăn người khác ăn mất, anh Hải Trần ơi làm gì đến mức ấy. Đây ạ, em sẽ ghi mọi tên mọi người lại để em tìm inbox mọi người nhá. Xuống anh Ngọc này. Không có em quên anh Ngọc này. Anh Mạnh Hùng Nguyễn đổi đơn mít này. Anh Mạnh Hùng Nguyễn đổi mít này.
Dạ vâng, còn ai nữa nào? Anh Trọng Thành, mít ba thân, anh Nguyễn Trọng Thành. Dạ vâng anh, em muốn ra lấy cho mọi người lắm mà trời nó mưa quá trời luôn nên là không ra được. Vợ em cảm ơn anh Hoàn Lê nhá. Còn ai muốn đặt mít nữa thì mai em chọn cho. Bây giờ em không có ra lấy được, mưa lắm. Mưa ầm ào trên mái phố luôn, không thể nào mà lấy được đâu. Thôi còn ai nữa nhở, còn ai nãy giờ em chưa chốt được nữa nhở. Chờ lâu sốt ruột đúng rồi đấy. Rồi em cảm ơn mọi người nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Em đi ngủ đây ạ. À. Bye bye. Hẹn gặp lại mọi người ngày mai nhá. Bye chưa tia. Gửi luôn. Vâng, em gửi luôn cho anh nhá. Cảm ơn anh Long Cao ạ. À. Mai mọi người chốt hàng tiếp nhá. Bây giờ em xin phép em đi nghỉ đây ạ. À. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn ấy. À rồi anh phục vụ mai cho sớm mít ba thân. Rồi anh phục vụ chốt mãi không được này. Mọi người cũng hết sức thông cảm cho em muốn bán hàng lắm ấy nhưng mà mưa thế này làm sao mà ra được bây giờ cơ chứ. Mít ba thân nhá. Ok ạ. À. Ok anh phục vụ, còn ai nữa thì inbox cho em nhá. Hẹn mọi người ngày mai ta lại gặp nhau. Bye. Hẹn gặp lại mọi người, cảm ơn mọi người nhé. Trong nhà thì em chỉ còn cây xanh sạch thôi anh ạ. Trong nhà thì chỉ còn cây xanh sạch thôi, hết mít rồi. Cây xanh sạch như này thôi. Đây. Cây xanh sạch rồi là cây sắp sổ nụ. Trong nhà thì chỉ còn cây xanh sạch, mai gửi chiều mai gửi ô tô cho anh nhá. Dạ vâng, chiều mai em gửi cho anh nhé. Đây ạ, còn cây xanh sạch sắp nụ thôi. Đó, trong nhà thì chỉ còn cây xanh sạch thôi. Thôi anh để mai chốt được. Cây xanh sạch này thì một thân này thì em bán 320.000 một thân. Thân rất là to mập luôn đấy ạ. Thôi em xin phép mọi người nhá. Bye bye. Ngủ thật đây, buồn ngủ lắm rồi. Xin chào mọi người nhé.